Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 82. Mai Như Tuyết nghe hắn nói xong, cũng có chút tâm động, biết Hứa Thuần Lương là hảo ý, nhỏ giọng nói, dạng này a, người đem tài liệu cụ thể cho ta một phần, ta nghiên cứu một chút. Hứa Thuần Lương nói, được rồi, lập tức truyền đi. Mai Như Tuyết nói, ta chờ một lúc còn có buổi họp, cúp trước. Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội, còn có một việc. Mai Như Tuyết nói, có việc ngươi mau nói. Hứa Thuần Lương ấp a ấp úng nói, ngươi trong văn phòng có phải hay không kiểm tra qua? Mai Như Tuyết sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ra, một gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, còn tốt chung quanh không có những người khác tại, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút. Mai Như Tuyết tức giận đến cúp điện thoại, trong lòng thầm mắng Hứa Thuần Lương cái tên vương bát đản ngươi, trong phòng làm việc động tay động chân với ta thời điểm ngươi làm sao không cẩn thận. Bất quá nàng hết giận cũng cảm thấy chuyện này có chút nghĩ mà sợ, gần nhất bên trong thể chế xảy ra chuyện cũng không ít, mặc dù nàng cùng Hứa Thuần Lương trước mắt vẫn là chưa lập gia đình chi thân, nhưng là hai người ở văn phòng làm chuyện thật có chút quá mức điên cuồng. Hứa Thuần Lương cú điện thoại này để Mai Như Tuyết bỏ ra một buổi chiều tướng văn phòng cẩn thận sửa sang lại một lần. Cao Hoành Đường từ khi tham gia xong lão hữu Hứa Trường Thiện tang lễ liền không có trở lại kinh thành, đến một lần nhận thức đến mình tuổi tác đã cao cũng ngày giờ không nhiều, có lá dụng về cội dự định, thứ hai ngoại tôn tử cũng dần dần lớn, theo con rể thu nhập đề cao, trong nhà mời một cái bảo mẫu, Cao Hoành Đường cũng không cần thiết ở lại kinh thành hỗ trợ. Cao Hiểu Bạch lần này trở về là vì thăm viếng gia gia. Hứa Thuần Lương có đoạn thời gian chưa từng tới Cao gia làm khách, Cao lão gia tử nghe nói Hứa Thuần Lương tới, tự mình xuống phòng bếp lấy mấy cái thức ăn cầm tay. Hứa Thuần Lương đến thời điểm, Cơ Dài Dài đã sớm tới, vừa mở cửa lên đường, sư phụ, người cũng quá bút tích, cũng chờ người ăn cơm đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, chuyện công tác chậm trễ, hắn đem hai bình rượu đưa cho Cơ Dài Dài. Cao Tân Hoa nói, tới nhà của ta còn mang rượu tới. Hứa Thuần Lương nói, hiếu kính Cao gia gia. Tiếu Sở Hồng cùng nữ nhi Cao Hiểu Bạch ở giữa âm thanh cũng từ trong phòng bếp đi ra, Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Tiếu Di, lại hướng về phía Cao Hiểu Bạch nói, nữ lớn 18 biến càng đổi càng đẹp mắt. Cao Hiểu Bạch cười nói, ngươi mở ra cái khác ta trò đùa. Cơ Dài Dài nói, tỷ, ta sư phụ ngươi nghe một chút là được, tuyệt đối đừng coi là thật, hắn am hiểu nhất lừa gạt nữ hài tử. Cao Hiểu Bạch nói, ta hiểu rất rõ hắn không lừa được ta một mực coi hắn là đệ đệ. Hứa Thuần Lương ha ha cười một tiếng, luận đến kinh nghiệm xã hội, Cao Hiểu Bạch chỉ là một cái tiểu muội muội. Cao Tân Hoa nói, đừng đứng đây nữa, mau tới bàn đi. Tiếu Sở Hồng đi phòng bếp đem lão gia tử mời đi ra. Cao Hoành Đường nhìn thấy Hứa Thuần Lương thân mật ghê gớm, khó tránh khỏi lại nghĩ tới đã đi về cõi tiên lão hữu, cảm khái hí hư một phen. Lúc ăn cơm, Cao Hiểu Bạch trò chuyện khởi tình hình gần đây, mới biết được nàng trước mắt ngay tại liên hệ thực tập. Hứa Thuần Lương ngựa bên trên biểu thị có thể tới Đông Châu. Cao Hiểu Bạch có ý nghĩ của mình, nàng vẫn là muốn đi trong nước tương đối có sức ảnh hưởng Internet xí nghiệp. Cao Tân Hoa cặp vợ chồng đối nữ nhi kỳ vọng cũng không có thả quá cao, bọn hắn vẫn là truyền thống tư tưởng, cho rằng nữ nhi tốt nhất vẫn là đi thi công thi biên con đường, nữ hài tử nha, ổn thỏa làm chủ, xã hội hiện nay vào nghề áp lực càng lúc càng lớn, nghĩ lập nghiệp nào có dễ dàng như vậy, nhà bọn hắn đỉnh điều kiện mặc dù không tệ. Nhưng là cũng coi như không bên trên đại phú đại quý, vẫn là hy vọng nữ nhi có thể có cái ổn định công việc. Hứa Thuần Lương cho rằng thể chế con đường cũng không có tốt như vậy đi, nhất là có chút tư sắc nữ hài tử, gặp phải chỗ làm việc hung hiểm càng lớn. Hứa Thuần Lương đề nghị, muốn ta nói, người dứt khoát đi Lam Tinh thực tập, Lam Tinh hiện tại ngay tại phát triển mạnh thiển cận nhiều lần nghiệp vụ, cùng Internet kết hợp chặt chẽ. Cơ Dài Dài liên tục gật đầu, hiểu Bạch tỷ, ta cảm thấy đi, nếu không ngươi dứt khoát không cần thực tập. Trực tiếp đi Lam Tinh đi làm, ta an bài cho ngươi cái bộ môn chủ quản, tiền lương phương diện dễ nói. Cao Hiểu Bạch cười nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta còn là nghĩ trước từ cơ sở làm lên, đạo sư giúp ta liên hệ quang địch khoa kỹ, ta chuẩn bị qua bên kia học tập một đoạn thời gian. Hứa Thuần Lương nói, quang địch khoa kỹ, ta bên kia ngược là có chút quan hệ, nếu không ta giúp ngươi liên hệ liên hệ. Cao Hiểu Bạch lắc đầu, tạm thời không cần, cần ngươi giúp thời điểm bận rộn ta nhất định tìm ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau bữa cơm chiều, Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương đi thư phòng trò chuyện trong chốc lát, tổ chức bên trên cùng Cao Tân Hoa nói chuyện, hắn gần đây liền sẽ hàng hai, Trường Hưng bệnh viện tình trạng mặc dù từ từ ổn định, nhưng là Cao Tân Hoa đối loại này công tư hợp doanh phương thức có quá nhiều không quen nhìn.
Giữ gìn bệnh viện công nhân viên chức lợi ích liền sẽ đắc tội nhà tư sản, nếu như hướng nhà tư sản dựa sát vào lại hy sinh bệnh viện công nhân viên chức lợi ích, đó cùng Triệu Phi Dương lại có gì khác biệt. Trường Hưng bí thư cũng không tốt làm, cho nên Cao Tân Hoa không chút do dự lựa chọn hàng 2. Hàng 2 về sau kỳ thật cùng về hưu cũng không có gì khác nhau, bệnh viện giữ lại phòng làm việc của hắn, nhưng là hắn tương đương trên tay không có quyền lực. Hứa Thuần Lương cho rằng Cao Tân Hoa lui ra ngoài cũng tốt, Trường Hưng bệnh viện tình huống nội bộ phi thường phức tạp, từ khi công tư hợp doanh về sau sự tình liền tầng tầng lớp lớp, gần nhất Huông Kiến Thành tai nạn xe cộ, Đường Kinh Luân ngộ hại, có thể nói dính vào Trường Hưng đều sẽ không may, lui ra ngoài liền cách xa không phải là. Hứa Thuần Lương chủ động đưa ra mời, để Cao Tân Hoa đi Trường Thiện bệnh viện hỗ trợ, Hạ Hầu Mộc Lan chủ ném Tân Y viện hạng mục đã bắt đầu chủ bị, đến lúc đó khẳng định cần một cái người tin cần tiến về chủ trì. Cao Tân Hoa đi qua tại Trường Hưng liền phụ trách xây dựng cơ bản, phương diện này công việc hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen. Cao Tân Hoa vui sướng đáp ứng xuống, nhớ ngày đó hắn một tay đem vừa mới bước ra cao trung Hứa Thuần Lương dẫn tới Trường Hưng bệnh viện, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm, tiểu tử này liền khỏe mạnh trưởng thành, hiện tại chẳng những sự nghiệp bên trên có thành tựu, còn bắt đầu chiếu cố mình. Chiêu thương đại hội thời gian định tại tháng sau, cũng coi là Đông Châu năm trước một lần cuối cùng trọng lượng cấp chiêu thương hoạt động. Thời gian mặc dù nhưng đã đặt xong, nhưng là trên mặt đất điểm lựa chọn bên trên gặp một chút khó khăn trắc trở. Tề Minh Học tiến về cục thể dục câu thông cũng không thuận lợi, áo thể trung tâm năm trước có 2 trận cỡ lớn buổi hòa nhạc, bọn hắn đối chiêu thương loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hứng thú không lớn, cho nên cho ra giá cả cũng không có bất kỳ cái gì ưu đãi, thời gian vừa lúc tại 2 trận buổi hòa nhạc ở giữa khoảng cách. Tề Minh Học đem chuyện này hướng Hứa Thuần Lương làm một cái báo cáo, Hứa Thuần Lương nhìn một chút báo giá đơn. Cục thể dục không cho mặt mũi như vậy. Một điểm chiết khấu đều không đánh. Tề Minh Học nói, người ta năm trước có 2 trận buổi hòa nhạc, chúng ta thời gian vừa vặn tại 2 trận buổi hòa nhạc ở giữa, nói là tuyển cái không cửa sổ kỳ, nhưng bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, bằng không thì cũng không biết một chút chiết khấu cũng không cho, nếu không chúng ta vẫn là tuyển cái khác sân bãi đi, người cảm thấy giả hội triển trung tâm thế nào. Bên kia tương đối liền nghi một chút. Đông Châu mới hội triển trung tâm còn đang trong quá trình kiến thiết. Cho nên giả hội triển trung tâm còn tại sử dụng, chẳng qua trước mắt cơ hồ tất cả xí nghiệp trọng đại hoạt động đều chuyển đi áo thể. Hứa Thuần Lương nói, kia địa phương rách nát điều kiện quá kém, ta đều nói với người ta định tại áo thể trung tâm, lâm thời sửa đổi không tốt lắm đâu. Tề Minh Học nói, ngươi là không biết thái độ của bọn hắn, rất lạnh lùng, rất không hữu hảo. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không có cùng bọn hắn nói lần này chiêu thương hoạt động là đại biểu toàn bộ Đông Châu. Đám người kia chẳng lẽ liền không có một chút tập thể vinh dự cảm giác? Tề Minh Học không ngừng kêu khổ nói, người ta mới sẽ không quản ngươi đại biểu ai, bọn hắn để ý là sân bãi phí, ai nguyện ý xuất ra chân kim bạch ngân, bọn hắn liền nguyện ý vì ai phục vụ. Hứa Thuần Lương nói, như vậy đi, ngươi trước định ra đến, về phần sân bãi phí ta quay đầu lại nghĩ biện pháp thương lượng. Tề Minh Học nói, thành, ta trước cho bọn hắn đáp lời đem sân bãi định ra tới. Mặc dù áo thể trung tâm phương diện không muốn cho sân bãi phí đánh gãy, Hứa Thuần Lương vẫn là cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, so với chiêu thương đại hội nhưng khả năng hấp dẫn đầu tư, chút tiền lẻ này không tính là cái gì, mà lại loại chuyện này thuộc về công đối công, dù sao tiền là tay trái tay phải, cuối cùng vẫn tiến vào quốc khố, hắn cũng không muốn vì điểm ấy việc nhỏ vận dụng quan hệ. Xác định thời gian địa điểm về sau, Hứa Thuần Lương liền tốt kéo tài trợ, đây là hắn quen thuộc nhất sáo lộ, đầu tiên chính là chiêu thương đại hội quan danh quyền. Cùng đi qua đem quan danh quyền lấy ra bán đấu giá sáo lộ khác biệt, lần này Hứa Thuần Lương liên thủ Đông Châu Văn Lữ Cục, quan danh quyền giao cho Đông Châu Văn Lữ Cục phụ trách, cuối cùng quan danh quyền rơi vào Tân Tinh Truyền hình Điện ảnh Tập đoàn trong tay. Tân Tinh Truyền hình Điện ảnh Tập đoàn lệ thuộc vào Lam Tinh Tập đoàn, chủ tịch Cơ Dai Dai, CEO Hoa Trục Nguyệt, đây cũng là Hứa Thuần Lương phù sa không lưu ruộng người ngoài nguyên tắc, bất quá mặt ngoài công phu vẫn là phải làm, cho nên từ Văn Lữ Cục ra mặt, dạng này liền đã giảm bớt đi rất nhiều nhàn thoại. Kỳ thật một cái chiêu thương sẽ quan danh quyền cũng không có nhiều người cạnh tranh, Tân Tinh Truyền hình Điện ảnh cũng lấy ra 100 vạn chân kim bạch ngân tiến hành ủng hộ, không nói những cái khác, cái này 100 vạn đầy đủ bọn hắn chiêu thương sẽ sân bãi chi tiêu. Hán đỉnh suối nước nóng Trương Hằng Dương cũng ký kết tài trợ, là chiêu thương đại hội cung cấp hội nghị cùng ăn ngủ, Hán đỉnh suối nước nóng thành trở thành thứ 2 hội trường. Hứa Thuần Lương dự tính ban đầu là muốn đem áo thể trung tâm nơi đó chủ hội trường hoàn thành một triển lãm cá nhân bày ra địa phương xí nghiệp văn hóa cùng du lịch văn hóa triển hội hiện trường, hoan nghênh Đông Châu các xí nghiệp lớn cùng thương gia vào ở, cho bọn hắn cung cấp một cái đối ngoại biểu hiện ra bình đài cùng cơ hội, đương nhiên cũng là muốn thu lấy phí dụng nhất định, trải qua cái này liên tiếp thao tác,
hội nghị chi phí trên cơ bản liền cho gánh vác, làm tốt còn có lợi nhuận, thương ủy hội bên này hẳn là sẽ không tự móc tiền túi. Cuối cùng cân đối kết quả là một tháng cái thứ hai tuần lễ thứ ba đến thứ năm, tổ chức lần này trong vòng 3 ngày chiêu thương hội, đây là từ hai trận buổi hòa nhạc ở giữa gạt ra, chủ yếu là trận thứ hai, người ta sẽ vào thứ sáu vào sân diễn tập, thứ bảy chủ nhật 2 ngày chính thức diễn xuất. Hứa Thuần Lương đem thời gian hội trường xác nhận tốt về sau, Phương mới rời khỏi Đông Châu bay tới hoàn thành tiến hành lần này cực kỳ trọng yếu thương vụ khảo sát, lần thi này xem xét là từ Quang Địch tập đoàn mời. Đông Châu phương diện cũng đối lần thi này xem xét biểu hiện ra đầy đủ coi trọng, phái ra người đứng thứ hai Hoàng Nghiễm Đào. Hứa Thuần Lương vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới trong thành phố đối lần này khảo sát sẽ coi trọng như vậy, vốn cho rằng thương ủy hội bí thư Lâm Diệu Minh dẫn đội thành đoàn liền đầy đủ long trọng, Hoàng Nghiễm Đào là Đông Châu hành chính người phụ trách, kiêm nhiệm Đông Châu phó thư ký, cùng Uông Kiến Minh vào ngành một mực biểu hiện điệu thấp, nhưng đây cũng là hắn lão đạo chỗ. Hoàng Nghiễm Đào năm nay 50 tuổi, so Uông Kiến Minh lớn. Lần này khảo sát đoàn có không ít thành viên là hắn chỉ định, giống Hứa Thuần Lương loại này đáp cầu dắt mối người ắt không thể thiếu, phát cải ủy chủ nhiệm Tạ Minh Sinh, thương ủy hội bí thư Lâm Diệu Minh đều tại trong danh sách. Đối Hứa Thuần Lương tới nói ngoài ý muốn nhất chính là Mai Như Tuyết cũng tại trong danh sách, có thể là vì tránh hiểm nghi, Mai Như Tuyết trước đó cũng không có cùng hắn làm qua bất luận cái gì câu thông. Cùng ngày ở phi trường gặp được Mai Như Tuyết thời điểm, Mai Như Tuyết rõ ràng có chút co quắp, rất qua loa cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào hỏi. Người cũng tới. Kỳ thật nàng phi thường rõ ràng Hứa Thuần Lương đang khảo sát đoàn trong danh sách, dù sao lần thi này xem xét chính là Hứa Thuần Lương giật dây thúc đẩy. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ ngươi đây không phải nói nhảm nha, chuyện này chính là ta liên hệ, mấy ngày không thấy cảm giác Mai Như Tuyết trổ mã đến càng phát ra duyên dáng, trên thân nhiều hơn một loại không tốt hình dung vận vị, Hứa Thuần Lương biết đây đều là công lao của mình. Mai Như Tuyết nói, có cơ hội trò chuyện tiếp, Hoàng thị tìm ta. Nói xong cũng hướng Hoàng Nghiễm Đào đi qua. Bởi vì lần này khảo sát thời gian không dài, Hứa Thuần Lương liền mang theo một cái tùy thân túi du lịch, hướng Hoàng Nghiễm Đào phương hướng nhìn thoáng qua, nhìn thấy một đám người chính vây quanh hắn sốt ruột trò chuyện, chúng tinh phùng nguyệt Hoàng Nghiễm Đào biểu lộ khống chế rất tốt, bình tĩnh tự nhiên, chuyện trò vui vẻ lại không lộ vẻ đắc ý quên hình, đây chính là tiêu chuẩn đem nắm, chỉ có tại thể chế bên trong tu luyện nhiều năm mới có được dạng này đạo hạnh. Hứa Thuần Lương không có đi lên lăng. Hắn cùng Hoàng Nghiễm Đào không quen chỉ là trong đó một cái nguyên nhân, hắn cấp bậc quá thấp, nếu như cứng rắn đi lên góp, người khác sẽ cảm thấy hắn ăn ý độc quyền bán hàng A Dua nịnh hót, mà lại Đông Châu bên trong thể chế phổ biến cho là hắn là Uông thư ký người, ôm lấy Uông thư ký đùi cũng không cần phải vội vàng đi đập Hoàng Nghiễm Đào mông ngựa. Khách quý phòng nghỉ cà phê hương vị còn so ra kém nhanh tan, Hứa Thuần Lương uống cà phê thời điểm, Hoàng Nghiễm Đào thư ký Quách Tân Dân đi vào hắn ngồi xuống bên người, hướng hắn cười cười, Hứa chủ nhiệm đến đây lúc nào? Hứa Thuần Lương nói, vừa tới, ta tự mình lái xe tới. Quách Tân Dân nhẹ gật đầu, khó trách vừa rồi không có trên xe nhìn thấy ngươi. Khảo sát đoàn đa số thành viên là thống nhất đón xe tới, Hứa Thuần Lương là một ngoại lệ, hắn từ trong nhà trực tiếp lái xe đến sân bay. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua thông báo màn hình, chuyến bay duyên ngộ 4-15 phút. Quách Tân Dân nói, gần nhất máy bay liền không có chuẩn chút thời điểm. Hứa Thuần Lương nói, tuyết rơi. Quách Tân Dân sửng sốt một chút, hắn cũng không có lưu ý đến chi tiết này, đứng dậy đi vào cửa sổ nhìn trong chốc lát, mới xác định bên ngoài đã nổi lên hạt muối tử, lần nữa trở lại Hứa Thuần Lương bên người rõ ràng có chút khẩn trương, làm sao lại tuyết rơi đâu. Dự báo thời tiết rõ ràng là nhiều mây. Hứa Thuần Lương nói, Quách thư ký sợ bay sao? Quách Tân Dân lắc đầu, ngược không tính là, bất quá ta nói như vậy có thể lựa chọn đường sắt cao tốc xuất hành liền sẽ không lựa chọn máy bay. Hứa Thuần Lương nói, bình thường. Ta cũng giống vậy. Kỳ thật hắn không sợ bay, chỉ là như vậy nói lại càng dễ rút ngắn khoảng cách của song phương. Hai người đều nở nụ cười. Tuyết rơi đến không lớn, bất quá vẫn ảnh hưởng đến chuyến bay lên xuống, đăng ký thời gian so sớm định ra thời gian chậm trọn vẹn 2 giờ, đám người xếp hàng tiến vào, Hứa Thuần Lương tận lực rơi vào cuối hàng, chủ yếu là kéo ra cùng Mai Như Tuyết khoảng cách, đã Uông Kiến Minh đều thông qua Tần Chính Dương ám hiệu hắn, hắn làm sao đều phải hiểu được tránh ngại, nhất là tại dạng này trường hợp. Không muốn cho Mai Như Tuyết chế tạo phiền phức. Nhưng sự an bài của vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, Hứa Thuần Lương tọa hạ thời điểm mới phát hiện mình cùng Mai Như Tuyết lại là lân cận tòa, Mai Như Tuyết gần cửa sổ, hắn ngồi ở giữa, bên cạnh một người không phải bọn hắn khảo sát đoàn. Mai Như Tuyết cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, tất cả ngồi xuống cũng không thể lâm thời đổi chỗ ngồi, như thế ngược lại rõ rệt giấu đầu lòi đuôi, chỉ có thể nhập ra tùy tục. Hai người tương hỗ gật đầu về sau,
Mai Như Tuyết ánh mắt liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này hơi nghi ngờ tận lực động tác để cổ của nàng không bao lâu liền chua lên. Mai Như Tuyết từ trong sắc tay lấy ra bịt mắt, đeo ống nghe lên, làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, tiếp xuống gần 3 giờ hành trình bên trong đem mình tạm thời phong bế, quyền đương bên người gia hỏa này không tồn tại. Máy bay chậm chạp không có tiếp vào đài quan sát cất cánh chỉ lệnh, Hứa Thuần Lương muốn một cái đóng thảm đưa cho Mai Như Tuyết, đắm chìm trong bản thân phong bế bên trong Mai Như Tuyết không hề hay biết. Hứa Thuần Lương không thể không nhẹ nhàng khuỷu tay đánh nàng một chút, Mai Như Tuyết để lộ bịt mắt, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đưa tới đóng thảm, nhỏ giọng nói, tạ ơn. Trong lòng còn là có nhiều như vậy cảm động, hắn vẫn là biết quan tâm mình. Đắp lên đóng thảm, không bao lâu cũng cảm giác có một cái tay đặt ở trên đùi của mình. Mai Như Tuyết cắn môi anh đào, không cần hỏi liền biết cái tay này là ai, khó trách hắn hảo tâm như vậy cho mình đưa lên một đầu đóng thảm, nguyên lai là vì che giấu hắn tội ác chi thủ, chồn chúc tết gà. Không có ý tốt ha. Hứa Thuần Lương cũng che kín đóng thảm, có đóng thảm yểm hộ, tay phải hắn hoạt động liền có rất lớn tính bí mật. Mai Như Tuyết trái tay nắm lấy tay phải của hắn, móng tay hung hăng bóp lấy Hứa Thuần Lương ra thịt, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hứa Thuần Lương tay đình chỉ động tác, mặc cho Mai Như Tuyết nắm ngón tay làm nhục, Mai Như Tuyết tay cũng đình chỉ tiếp tục phát lực, nàng cuối cùng vẫn không nỡ. Vốn cho rằng ngày đó tuyết dạ về sau chính là một cái kết thúc, thật không nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ chém không đứt lý còn loạn, vô luận nàng thừa nhận hay không, quan hệ giữa hai người tại xuyên phá mảng giấy kia về sau, trở nên càng phát ra xâm nhập. Máy bay rốt cục bay lên, Mai Như Tuyết hai tay lấy được đóng thảm bên ngoài, cái này tới một mức độ nào đó cũng gọi từ chứng trong sạch, nếu tay của hai người đều đặt ở đóng dưới nệm, nói không chừng người hữu tâm sẽ suy đoán bọn hắn tay tại đóng dưới nệm dắt ở cùng nhau. Còn tốt lân cận tòa người thứ ba cũng không lưu ý đến hai người bọn họ vừa rồi ngươi tới ta đi ám đấu. Mai Như Tuyết cảm giác có chút mỏi mệt, rất muốn tìm bả vai dựa vào khẽ nghiêng, Hứa Thuần Lương vai rộng bàng liền ở bên người, nhưng cho cảm giác của nàng lại là như vậy xa không thể chạm, từ bọn hắn chia tay một khắc kia trở đi, cái này bả vai liền đã không thuộc về mình. Thân máy bay phát ra có chút run rẩy, máy bay quảng bá truyền đến tổ máy thành viên thanh âm, máy bay ngay tại kinh lịch loạn lưu, sẽ phát sinh rung động. Làm cho tất cả mọi người ngồi tại thuộc tại chỗ ngồi của mình, vui thật an toàn mang, không muốn tùy ý đi lại. Thân máy bay sóc này bắt đầu trở nên kịch liệt, Mai Như Tuyết tay lại lần nữa giấu ở đóng dưới nệm, tại trong im lặng tìm kiếm lấy Hứa Thuần Lương con kia ấm áp đại thủ, sau đó nắm thật chặt hắn, phảng phất ngâm nước người bắt lấy phao cứu sinh. Máy bay sóc này cũng không tiếp tục quá lâu thời gian, nhưng là Mai Như Tuyết tay lại từ đầu đến cuối không có buông ra qua, phi hành thời gian trở nên ngắn ngủi. Hành trình tựa hồ không có tiến hành quá lâu, máy bay liền đã rơi xuống đất. Rơi xuống đất thời điểm, hoàn thành trời xanh không mây, ánh nắng tươi sáng. Hứa Thuần Lương vẫn đi tại cuối hàng, cùng Mai Như Tuyết duy trì thích hợp khoảng cách. Quang Địch tập đoàn tổng giám đốc Dương Văn Đạt tự mình đến sân bay nghênh đón, hoàn thành tương quan người phụ trách cũng trước tới đón tiếp Đông Châu khảo sát đoàn một nhóm. Đêm đó bọn hắn vào ở lỏng hồ khoa học kỹ thuật vườn Quang Địch khách sạn, đây cũng là lệ thuộc vào Quang Địch tập đoàn sản nghiệp. Hứa Thuần Lương làm vào ở thời điểm cùng Mai Như Tuyết lại được an bài tại cùng một tầng lầu, căn phòng cách vách, Mai Như Tuyết là 1618, hắn là 1616, liền Hứa Thuần Lương đều cảm thấy chuyện này đơn giản so an bài còn muốn trùng hợp. Hai người cũng là tiến vào thang máy mới biết được an bài tại cùng một tầng lầu, ai cũng không có hỏi lẫn nhau thẻ phòng, chờ đi đến riêng phần mình trước cửa, mới ý thức tới lại cùng tiến tới. Mai Như Tuyết cúi đầu mở cửa tiến vào gian phòng, mau đem cửa phòng khóa trái. Mặc dù biết rõ Hứa Thuần Lương không có khả năng theo vào tới. Hứa Thuần Lương không khóa cửa, sau khi đi vào tiền lệ đi kiểm tra một chút trong phòng có hay không chụp lén trang bị, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, hiện tại công nghệ cao ở khắp mọi nơi. Hắn rất nhanh liền phát hiện, mỗi cái gian phòng đều có một cái tiểu dương đài, ngồi tại trên ban công có thể nhìn thấy mỹ lệ lỏng cảnh hồ sắc. Hứa Thuần Lương ban công cùng Mai Như Tuyết gian phòng liền nhau. Mang ý nghĩa nếu như bọn hắn đứng tại trên ban công liền có thể nhìn thấy lẫn nhau. Mai Như Tuyết tự nhiên cũng phát hiện điểm này, nàng hiện tại là không dám đi ban công, sớm biết lần này cùng Hứa Thuần Lương có nhiều như vậy trùng hợp, nàng liền không tham gia lần này khảo sát đoàn. Mai Như Tuyết rất nhanh liền mình cho mình giải thích, nàng là vì công sự, lại không phải là vì Hứa Thuần Lương tới, nhưng chính nàng lại cảm thấy giải thích không thông, dù sao Hứa Thuần Lương sớm liền nói cho nàng Quang Địch hơi chuyện xe. Nàng biết rõ Hứa Thuần Lương sẽ tham gia lần thi này xem xét vẫn là đáp ứng gia nhập. Nếu như nàng thật muốn tránh hiểm nghi, nên kiếm cớ không tới. Mai Như Tuyết tắm rửa thay quần áo về sau, nghe tới điện thoại di động không ngừng vang,
cầm lấy xem xét là đại ca Kiều Như Long điện thoại. Tiểu Tuyết, người ở nơi nào? Ca, ta tại hoàn thành khảo sát đâu? Kiều Như Long vừa tới Đông Châu, như thế không khéo, ta đến Đông Châu, vốn là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, ngươi thế mà đi xa như vậy. Mai Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, coi như gặp đến đại ca cũng không có gì kinh hỉ, không biết nguyên nhân gì, nàng cùng trong nhà tình cảm càng lúc càng mờ nhạt, có lẽ là từ nàng quyết định gả cho Uông Kiến Thành bắt đầu. Đêm đó Quang Địch tập đoàn tại khách sạn Lầu 3 Yến Hội Sảnh an bài một trận tự phục vụ tiệc tối chiêu đãi Đông Châu khảo sát đoàn một nhóm, Mai Như Tuyết đến Yến Hội Sảnh thời điểm, Hứa Thuần Lương không tới. Đang cùng Quang Địch tập đoàn Tổng Giám đốc Dương Văn Đạt nóng nói chuyện Hoàng Nghiễm Đào thấy được Mai Như Tuyết, hô, Tiểu Mai, ngươi tới đây một chút. Mai Như Tuyết bưng rượu đỏ đi tới, mỉm cười nói, Hoàng Thị, có dặn dò gì? Hoàng Nghiễm Đào cười nói, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Kỳ thật Mai Như Tuyết cùng Dương Văn Đạt lúc ở phi trường đã gặp, nhưng là Dương Văn Đạt cũng không rõ ràng Mai Như Tuyết cụ thể chức vị, trải qua Hoàng Nghiễm Đào giới thiệu, Dương Văn Đạt tranh thủ thời gian cùng Mai Như Tuyết nắm tay, Mai Bí Thư, người tốt. Hoàng Nghiễm Đào nói, chuyện cụ thể các ngươi đàm, Dương Tổng, ta có thể hiện tại liền hướng ngươi làm ra cam đoan, chỉ muốn các ngươi nơi sản sinh ngụ lại Đông Châu, chúng ta sẽ dành cho ưu đãi nhất chính sách, tốt nhất doanh thương hoàn cảnh. Hoàng Nghiễm Đào còn có khách nhân khác muốn gặp. Thúc đẩy Dương Văn Đạt cùng Mai Như Tuyết nói chuyện về sau, rất nhanh liền đi một bên khác xã giao. Mai Như Tuyết nói, Quang Địch ô tô một năm này phát triển tốc độ rất nhanh, chúng ta lần này tới chính là tham quan học tập. Dương Văn Đạt cười nói, chủ yếu là đuổi kịp chính sách của quốc gia, chúng ta Quang Địch ô tô phát triển cũng nhiều lần long đong, nếu không phải từ đầu đến cuối kiên trì cũng đợi không được hôm nay. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, nàng đối Quang Địch ô tô kiếp trước kiếp này sớm đã làm giải. Đương nhiên là tại Hứa Thuần Lương cùng với nàng lộ ra tin tức về sau. Dương Văn Đạt nói, không dối gạt Mai Bí Thư, ta tại Đông Châu sớm nhất tiếp xúc chính là Thương ủy hội Hứa Thuần Lương chủ nhiệm. Mai Như Tuyết biết hắn đặc địa nhấn mạnh ý tứ, cười nói, Quý Phương cố ý tại Đông Châu kiến thiết sản nghiệp căn cứ sự tình chính là hắn nói cho ta biết. Dương Văn Đạt vốn đang lo lắng Mai Như Tuyết đoạt Hứa Thuần Lương chiến tích, đến lúc đó đối lão bằng hữu Trương Hằng Dương không tiện bàn giao, hiện tại Mai Như Tuyết nói hắn như vậy an tâm. Cười nói, Đông Châu thể chế hợp tác để cho ta cảm giác mới mẻ, nhìn ra được các ngươi đều là đem tập thể lợi ích đặt ở vị thứ nhất, không có so đo người đến mất. Mai Như Tuyết nói, chủ yếu là Đông Châu từ trên xuống dưới đều muốn làm điểm hiện thực, Dương Tổng, ta đối nguồn năng lượng mới ô tô sản xuất còn thiếu xâm nhập hiểu rõ, có mấy cái vấn đề mấu chốt nghĩ thỉnh giáo với ngài. Dương Văn Đạt liên tục gật đầu. Mai Như Tuyết thỉnh giáo vấn đề chủ yếu là liên quan tới bảo vệ môi trường phương diện. Nếu như Quang Địch sản nghiệp căn cứ tại bảo vệ môi trường phương diện không đạt tiêu chuẩn, đừng nói đầu tư 200 ức, coi như 2.000 ức nàng cũng sẽ không đáp ứng. Dương Văn Đạt đơn giản đối Mai Như Tuyết quan tâm vấn đề tiến hành giải đáp, tình huống cụ thể ngày mai sẽ an bài chuyên gia tại sản xuất hiện trường tiến hành kỹ càng giải đáp nghi vấn. Hai người hứng thú nói chuyện chính nồng, một vị Âu phục dày da thanh niên hướng bọn hắn đi tới, kinh hỉ nói, Mai Như Tuyết. Tại sao là ngươi a? Mai Như Tuyết nao nao, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn người tới thời điểm cũng nở nụ cười, Diệp Nam Quang. Hai người là bạn học cũ, Dương Văn Đạt nhìn thấy Diệp Nam Quang nụ cười trên mặt càng đậm, Diệp Tổng, ngài đã tới. Lần này đến phiên Mai Như Tuyết kinh ngạc, nàng cùng Diệp Nam Quang mặc dù có đồng học kinh lịch nhưng là nàng đối Diệp Nam Quang ra thế cũng không hiểu rõ, đương nhiên giống bọn hắn cái vòng này không phú thì quý, Diệp Nam Quang cũng tương tự không hiểu rõ bối cảnh sau lưng của nàng. Mai Như Tuyết nói, Diệp Tổng. Dương Văn Đạt nói, a. Mai Bí Thư, ta cho ngài giới thiệu, vị này là chúng ta Quang Địch tập đoàn đồng sự kiêm CFO Diệp Nam Quang tiên sinh. Diệp Nam Quang cười nói, Lão Dương, không cần người giới thiệu, ta cùng Như Tuyết là bạn học cũ, bất quá khi đó ta còn không có tại Quang Địch nhậm chức. Hắn nhìn Dương Văn Đạt một chút, không ngại chúng ta bạn học cũ tự ôn chuyện a. Dương Văn Đạt ha ha cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy. Dương Văn Đạt sau khi đi, Diệp Nam Quang cùng Mai Như Tuyết nắm tay. Mai Như Tuyết nói, Diệp Nam Quang, đi qua ta tốt như không nghe nói người tại Quang Địch nhậm chức. Diệp Nam Quang nói, gia tộc sinh ý. Mai Như Tuyết trong đầu lặng lẽ tìm kiếm, giống như Quang Địch tập đoàn chủ tịch cũng không họ Diệp. Diệp Nam Quang tựa hồ đoán được nàng suy nghĩ, mẹ ta họ Cát, Quang Địch là nàng một tay sáng lập, ta vốn không muốn đến, nhưng nàng nhất định phải ta qua đến giúp đỡ. Mai Như Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, Quang Địch khoa kỹ thực lực hùng hậu a. Diệp Nam Quang nói, ta còn không biết ngươi lại là thể chế bên trong người. Mai Như Tuyết nói, ta không có kinh thương đầu não, lựa chọn thể chế càng an ổn một chút.
Diệp Nam Quang cười nói, vẫn là thể chế tốt, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Tâm bên trong phi thường rõ ràng, Mai Như Tuyết tuổi còn trẻ cũng đã là chính sử cấp cán bộ, nếu không có cường đại bối cảnh là không thể nào làm được. Hứa Thuần Lương tại Yến sẽ bắt đầu nửa giờ mới đi đến được hiện trường, không phải hắn cố ý đến trễ, mà là vừa vặn tiếp vào Hoa Trục Nguyệt điện thoại, Nhạc Tinh vận dụng không ít quan hệ, Bạch Lan quyển kia manga đã bị cưỡng chế hạ giá, giang hồ xuất thân Hoa Trục Nguyệt sao có thể nuốt xuống một hơi này, nàng cũng tại vận dụng các phương quan hệ, tranh lấy mau chóng đem quyển kia manga cho phóng xuất. Hứa Thuần Lương đối với cái này ngược nhìn rất thoáng, dư luận đã tạo thành, loại bỏ hay không đều không trọng yếu, cùng tại một sự kiện bên trên dây dưa, không bằng mặt khác mở mới chiến tuyến, cái này tựa như đê đập xuất hiện có một lỗ hổng, có thể nghĩ biện pháp chắn, nhưng là nếu như đê đập bên trên lỗ hổng một cái tiếp theo một cái, liền sẽ để ngươi không phân rõ chủ lần, thậm chí mệt mỏi. Mai Như Tuyết Tử vừa mới bắt đầu tìm Hứa Thuần Lương thân ảnh, nhưng khi Hứa Thuần Lương chân chính đến về sau, nàng ngược lại cố ý không nhìn tới hắn. Nhiều người phức tạp, Hứa Thuần Lương cũng biết tránh hiểm nghi, bất quá hắn đối Mai Như Tuyết bên người Diệp Nam Quang vẫn là sinh ra một chút hiếu kỳ. Nói thật, Diệp Nam Quang dáng dấp thực là không tồi, nhìn cùng Mai Như Tuyết quan hệ phi thường hòa hợp, trò chuyện phi thường vui vẻ, hai người đứng chung một chỗ thật đúng là có như vậy điểm trai tài gái sắc ý tứ. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, mới muộn nửa giờ, liền bị người đánh cắp tháp. Mai Như Tuyết dạng này đẳng cấp mỹ nữ đến đâu mà đều là bị người chú mục tiêu điểm, nhớ thương nàng thật sự là nhiều lắm. Dương Văn Đạt bưng chén rượu chủ động tìm tới Hứa Thuần Lương, Dương Văn Đạt cười nói, Hứa chủ nhiệm làm sao mới đến a? Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, vừa mới gặp được điểm việc gấp chậm trễ. Dương Văn Đạt thấp giải thích rõ nói, hôm nay có không ít lãnh đạo tại, cho nên muốn khống chế một chút chiêu đãi tiêu chuẩn, Hứa chủ nhiệm sẽ không cảm thấy chúng ta chiêu đãi không chu đáo a? Hứa Thuần Lương cười nói, dạng này liền rất tốt, chúng ta tới mục đích chủ yếu là khảo sát cũng không phải là vì ăn uống. Ánh mắt không tự chủ được hướng xa xa Mai Như Tuyết cùng Diệp Nam Quang nhìn lại. Dương Văn Đạt nói, ta mới vừa rồi cùng Mai Bí Thư trò chuyện trong chốc lát, nàng đối với chúng ta hạng mục tựa hồ rất có hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, ta đề cử cho nàng, Tân Hồ Tân Khu là Đông Châu mới thành lập một cái khu, các phương diện chính sách đều rất rộng rãi. Dương Văn Đạt gật đầu nói, Hứa chủ nhiệm phí tâm. Hứa Thuần Lương uống một hớp rượu nói, người trẻ tuổi kia là ai? Dương Văn Đạt thuận ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, cười nói, chúng ta Quang Địch tập đoàn CFO Diệp Nam Quang tiên sinh. Hứa Thuần Lương nói, tuổi trẻ tài cao a. Dương Văn Đạt mỉm cười nói, còn không phải sao, tương lai Quang Địch tập đoàn người cầm lái. Chợt lại hạ giọng nói, lần này đầu tư có thể hay không thuận lợi rơi xuống đất Đông Châu, còn phải xem hắn ý tứ. Hứa Thuần Lương nhìn Dương Văn Đạt một chút, minh bạch, con hàng này chính là cái cao cấp làm công, Diệp Nam Quang nói chuyện mới giữ lời. Bất quá nhìn Mai Như Tuyết cùng hắn trò chuyện nóng như vậy hồ, đoán chừng Quang Địch ô tô sản nghiệp căn cứ ngụ lại Đông Châu cơ hồ không có gì hồi hộp. Tiệc tối kết thúc, Mai Như Tuyết thừa thang máy quay ngược về phòng thời điểm, cửa thang máy liền muốn đóng lại thời điểm, một cái tay duỗi tới, Hứa Thuần Lương đoạt tại đóng cửa trước đó từ trong khe cửa chen vào. Mai Như Tuyết nhìn hắn một cái, hướng nơi hẻo lánh bên trong xê dịch. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, trùng hợp như vậy. Mai Như Tuyết trong lòng tự nhủ ngươi căn bản chính là một thoại hoa thoại, đều tham gia cùng một cái hoạt động, lại ở tại cùng một tầng lầu, tại thang máy gặp được cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ, bất quá nhìn người này cử động, khẳng định là theo đuôi mình tới. Mai Như Tuyết ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, Hứa Thuần Lương lần theo ánh mắt của nàng thấy được camera, nàng tựa như là đang nhắc nhở mình chú ý ngôn hành cử chỉ. Hứa Thuần Lương cười nói, hiện đang theo dõi ở khắp mọi nơi a, người đều không có tự ẩn. Mai Như Tuyết cười cười vẫn là không nói chuyện, hai người cách xa nhau một khoảng cách đứng đấy, thang máy chậm chạp không có khởi động. Hứa Thuần Lương nói, người có phải hay không có soát thẻ phòng. Mai Như Tuyết lúc này mới ngộ đi qua, biểu lộ có chút xấu hổ, người không thể soát. Hứa Thuần Lương trả lời nằm ngoài dữ liệu của nàng, ta không mang. Không mang ngươi làm sao tiến gian phòng, Mai Như Tuyết tìm ra bản thân thẻ phòng soát một chút. Hứa Thuần Lương nói, đúng vậy a. Trước đưa người đi lên, sau đó ta lại xuống lầu bổ kẹt. Mai Như Tuyết liếc mắt, mặc kệ hắn, ai biết hắn câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Hứa Thuần Lương nói, ban đêm thật cao hứng. Mai Như Tuyết nói, đúng vậy a, gặp đến bạn học cũ. Hứa Thuần Lương nói, đồng học a, khó trách thân thiết như vậy. Mai Như Tuyết trong lòng không hiểu muốn cười, con hàng này nên không phải ăn dấm đi. Con mắt nhìn chằm chằm thang máy biến hóa số lượng, người có ý kiến a? Đó cũng không phải,
ta chính là lo lắng có người sẽ chế tạo văn chương cho ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mai Như Tuyết tức giận nói, ngươi làm người khác cũng giống như ngươi nhàm chán như vậy. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe nói, Quang Địch sản nghiệp căn cứ ngụ lại phương nào cuối cùng đánh nhịp định án chính là hắn. Mai Như Tuyết nói, thật sao? Vậy ta ngày mai lại tìm hắn hảo hảo tâm sự. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, ngươi có chủ tâm khí ta có phải không? Nhếch miệng cười nói, có cái tầng quan hệ này, đoán chừng chuyện lần này không có vấn đề gì. Mai Như Tuyết nói, ngươi có phải hay không lo lắng ta đoạt thành tích của ngươi? Hứa Thuần Lương nhìn qua con mắt của nàng, ta cùng ngươi so đo qua sao? Mai Như Tuyết có chút tức giận, cái gì gọi là cùng ta so đo? Là ta không so đo với ngươi mới đúng, nàng ý thức được mình đối Hứa Thuần Lương vẫn là có oán niệm. Vừa vặn thang máy đến lầu 16, Mai Như Tuyết xuất đi ra ngoài trước, Hứa Thuần Lương không có tiếp lấy tiến về lầu 1, ngược lại đi theo nàng cùng đi ra thang máy. Mai Như Tuyết trong lòng tự nhủ, ngươi không phải không mang thẻ phòng sao? Thật sự là nói láo há mồm liền ra. Mai Như Tuyết mặc dù đi được rất nhanh, nhưng Hứa Thuần Lương nhanh hơn nàng, rất nhanh hai người liền sóng vai hành tẩu, trải qua 1616 thời điểm, Mai Như Tuyết không có dừng lại. Hứa Thuần Lương gọi lại nàng, ai u, ta làm sao quên, ta thẻ phòng rơi trong phòng. Mai Như Tuyết chỉ coi không nghe thấy, thẻ phòng rơi trong phòng, người đi sân khấu bù một chương, nói với ta cũng vô dụng, ta cũng không phải khách sạn nhân viên công tác. Nàng móc ra thẻ phòng đi mở cửa, đã thấy Hứa Thuần Lương cùng đi qua. Mai Như Tuyết nói, ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương nói, mượn phòng ngươi điện thoại dùng một chút. Mai Như Tuyết nói, bên cạnh thang máy bên cạnh liền có. Phải nói nàng vẫn là tính cảnh giác 10 phần. Lần trước cùng Hứa Thuần Lương ở văn phòng đơn độc ở chung liền bị hắn cưỡng ép đạt được, khách sạn loại hoàn cảnh này chẳng phải là dễ dàng hơn hắn gây án. Hứa Thuần Lương cười cười, ta quên. Mai Như Tuyết chỉ thang máy phương hướng, sau đó mở cửa đi vào, tiện tay đóng cửa phòng lại, tựa ở cửa phòng sau lắng nghe động tĩnh bên ngoài, luôn luôn hoài nghi con hàng này không hề rời đi. Rốt cục vẫn là không nhịn được mở ra mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn một chút, bên ngoài không ai, Mai Như Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Cởi giày cao gót thay đổi dép lê, chuẩn bị tháo trang sức tắm rửa thời điểm. Chuông cửa vang lên, Mai Như Tuyết đành phải quay người trở lại trước cửa, lần nữa ghé vào mắt mèo bên trên nhìn một chút, ngoại trừ Hứa Thuần Lương còn có thể là ai. Mai Như Tuyết nghĩ nghĩ, vẫn là đem cửa phòng mở ra, có việc. Hứa Thuần Lương nói, sân khấu không ai tiếp. Làm sao có thể? Hứa Thuần Lương đẩy ra Mai Như Tuyết cánh tay không xin phép mà vào. Mai Như Tuyết nói, Hứa Thuần Lương, ngươi làm gì? Ai bảo ngươi tiến đến, ngươi đi ra ngoài cho ta. Nàng có chút nóng nảy, sợ bị người khác nghe thấy, lại không dám lớn tiếng, vạn nhất để người khác biết Hứa Thuần Lương tiến vào gian phòng của nàng liền phiền toái. Hứa Thuần Lương cười nói, đừng sợ, ta cũng sẽ không làm chuyện khác người gì, mượn ban công dùng một lát. Hắn trực tiếp hướng ban công đi đến. Mai Như Tuyết đuổi theo sát đi, nhưng mang dép căn bản đuổi không kịp Hứa Thuần Lương bước chân. Hứa Thuần Lương đi vào nàng ban công. Mai Như Tuyết không dám cùng ra ngoài, hạ giọng hướng hắn ngoắc, ngươi trở lại cho ta. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, nhìn chung quanh một chút, xác định bốn bề vắng lặng, trực tiếp leo đến ban công trên hàng rào. Mai Như Tuyết một viên tim nhảy tới cổ rồi, phải biết đây chính là lầu 16A, con hàng này mặc dù có chút võ công, nhưng vạn không cẩn thận trượt chân, té xuống cái kia còn có mệnh tại, lập tức cũng không đoái hoài tới cái gì, đuổi vội vàng đuổi theo, nguy hiểm, ngươi tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. Hứa Thuần Lương hướng nàng chớp mắt vài cái, bay lên không nhảy lên, Mai Như Tuyết dọa đến hai chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ gối trên ban công, lấy hết dũng khí lại đi nhìn thời điểm, Hứa Thuần Lương đã vững vàng rơi vào 1616 trong sân thượng. Mai Như Tuyết đứng tại trên ban công, một tay vịn hàng rào một tay che ngực, nhìn qua dưới lầu, một viên tim đập bịch bịch, vừa rồi thật sự là đem nàng dọa sợ, con hàng này thật sự là tức chết người đi được. Hứa Thuần Lương đứng tại mình trên ban công cười đùa tí từng nhìn qua Mai Như Tuyết, Mai Như Tuyết lông mày đứng đấy, chỉ vào hắn, môi đào khẽ mở hợp lại, lặng lẽ mắng lấy, từ hình miệng đến xem hẳn là có bao xa lăn bao xa. Sau đó liền thấy Mai Như Tuyết quay người cấp tốc biến mất trong phòng. Mai Như Tuyết tắm rửa xong, rót chén trà, lại quỷ thần xui khiến đi vào trên ban công, nàng cho rằng Hứa Thuần Lương không có khả năng còn ở tại trên ban công, nhưng vừa tới đi ra bên ngoài, liền thấy Hứa Thuần Lương bưng một ly rượu đỏ ra. Hướng Mai Như Tuyết thấp giọng suỵt suỵt, rõ ràng muốn gây nên sự chú ý của nàng. Mai Như Tuyết cố ý không để ý hắn. Hứa Thuần Lương ghé vào trên ban công, vừa rồi không có ý tứ a, hù đến ngươi. Mai Như Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có ý tứ,
ta không có cảm thấy sợ hãi, mạng của mình chính mình cũng không trân quý, ta mới lười nhắc quan tâm. Hứa Thuần Lương giơ lên rượu đỏ, nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người. Mai Như Tuyết nhìn hắn chững chạc đàng hoàng dáng vẻ có chút muốn cười, cố nín cười nói, không chứ ngươi sẽ chết. Hứa Thuần Lương nói, ta giống như đem thẻ phòng rơi phòng ngươi bên trong, là ta bỏ qua đi, vẫn là ngươi đưa tới. Mai Như Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, người bệnh tâm thần. Nàng xoay người rời đi, con hàng này đơn giản quá khinh người, vừa không phải nói thẻ phòng quên trong phòng sao. Căn bản không có một câu lời nói thật. Hứa Thuần Lương nói, bàn trà khay bên trong. Mai Như Tuyết về đến phòng về sau kiểm tra một chút, quả thật tại bàn trà khay bên trong phát hiện một chương thẻ phòng, con hàng này từ đầu tới đuôi đều tại thiết kế mình, cái gì thẻ phòng ném đi căn bản chính là hắn đang nói láo. Mai Như Tuyết cầm thẻ phòng trở lại ban công, hướng Hứa Thuần Lương lung lay, người tiếp hảo. Hứa Thuần Lương duỗi ra hai tay, đừng ném a, muốn không phải là ta bỏ qua đi lấy đi. Mai Như Tuyết giả thoáng một chút, sau đó trực tiếp tướng thẻ phòng ném đi xuống lầu, để ngươi xáo lộ ta, không cho ngươi điểm đau khổ nếm thử ngươi không biết sự lợi hại của ta, ngoan ngoãn đi tới bột nhặt kẹt đi thôi. Thật ném a. Mai Như Tuyết đắc ý nâng lên cằm. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng đường cong ôn nhu tuyết trắng phần cổ nuốt ngụm nước bọt, sau đó từ trong túi lấy ra một chương thẻ phòng, hướng Mai Như Tuyết lung lay. Mai Như Tuyết trong lòng khẽ giật mình, gian phòng của bọn hắn là không cần cắm kẹt lấy điện, cho nên sân khấu chỉ cấp một chương thẻ phòng, mình vừa đem Hứa Thuần Lương thẻ phòng vứt, trong tay hắn thẻ phòng là của người nào. Mai Như Tuyết có loại dự cảm xấu, mà lại nàng rất nhanh liền xác nhận, Hứa Thuần Lương đặt ở bàn trà khay bên trong chính là nàng thẻ phòng, lượn quanh một vòng, mình vẫn là bị hắn cho tính kế, Mai Như Tuyết tức giận đến thật muốn nhảy đến hắn ban công bên kia bên trong, đem người này mặt cào phá mới giải hận. Hứa Thuần Lương nói, xuống lầu lúc đừng quên mang đèn pin. Đầy bụng buồn bực Mai Như Tuyết chỉ có thể đi xuống lầu nhặt mình vứt bỏ thẻ phòng, còn tốt cũng không có hoa phí quá lớn công phu ngay tại trong đình viện tìm được. Vừa đi vừa về giày vò một chuyến, lại thêm vừa tức vừa gấp, Mai Như Tuyết ra không ít mồ hôi, trải qua Hứa Thuần Lương gian phòng thời điểm, nàng hận không thể đem người này cửa phòng cho đạp phá. Nhắc nhở mình nhất định phải chú ý hình tượng, nếu thật là đi phá cửa náo ra động tĩnh không chừng người khác sẽ nói cái gì nhàn thoại. Mai Như Tuyết một lần nữa quét thẻ tiến vào gian phòng của mình, đèn là đóng lại, nàng đưa tay đi mở ra tổng chốt mở, có người lại từ phía sau vọt ra, bắt lấy cánh tay của nàng, che môi của nàng, đưa nàng một chút liền hoành ôm. Mai Như Tuyết mượn yếu ớt chiếu sáng nhận ra là Hứa Thuần Lương, con hàng này khẳng định là thừa dịp mình xuống lầu tìm kẹt công phu lại từ ban công bỏ vào, mình làm sao lại quên đóng kỹ cửa lại, cái này không muốn mặt ra hỏa, hắn lại nghĩ đối với mình dùng sức mạnh. Mai Như Tuyết tại trong im lặng giãy giụa lấy, nhưng nàng điểm này ít ỏi lực lượng sao có thể cùng Hứa Thuần Lương chống lại, Hứa Thuần Lương không tiêu tốn quá lớn khí lực liền đem nàng lấy được trên giường, Mai Như Tuyết nằm lì ở trên giường, khổng vũ hữu lực Hứa Thuần Lương không chút nào thương tiếc đặt ở trên người nàng. Mai Như Tuyết phùng vẫy một hồi, thành công cắn Hứa Thuần Lương ngón tay, Hứa Thuần Lương bắt lấy cánh tay của nàng, cắn lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng, Mai Như Tuyết không có cảm thấy đau nhức, chỉ là hơi có chút ngứa. Thân thể của nàng dùng sức cùng muốn đem người này từ trên thân vén lật qua, ý nguyện của nàng là tốt, nhưng trên thực tế lại để thân thể của bọn hắn trở nên càng thêm phù hợp. Người vô sỉ, Mai Như Tuyết nhỏ giọng mắng. Hứa Thuần Lương bám vào bên tai nàng ôn nhu hô hoán tên của hắn, Tiểu Tuyết. Lăn đi, Tiểu Tuyết, ân, ngươi trước xuống tới. Tiểu Tuyết, ta ăn dấm. Trong bóng đêm Mai Như Tuyết cảm giác thân thể của mình từ trong ra ngoài đều tại phát sốt, nàng cuộn lại thành một đoàn. Dùng hai tay ôm hai chân, trong nội tâm tràn đầy tội ác cảm giác cùng xấu hổ cảm giác, nàng cũng không hiểu rõ mình rốt cuộc là thế nào, đối diện Hứa Thuần Lương tiến sát từng bước, nàng căn bản là không có cách cự tuyệt, người này là cái ma quỷ sao. Hứa Thuần Lương nằm tại bên cạnh nàng, ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng. Mai Như Tuyết nói khẽ, chúng ta tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Hứa Thuần Lương nói, lỗi của ta. Mai Như Tuyết lắc đầu, Thuần Lương, hết thảy cho đến bây giờ có được hay không? Hứa Thuần Lương nói, không tốt, ngươi là nữ nhân của ta, ta không cho phép ngươi gả cho những người khác. Mai Như Tuyết u nhiên thở dài nói, chúng ta có đôi khi thật rất giống, đều là rất người ích kỷ, cho nên chúng ta rất khó tiến tới cùng nhau. Hứa Thuần Lương nói, coi như ngươi không chịu gả cho ta, cũng không cần thiết lựa chọn Uông Kiến Thành, biết rất rõ ràng Kiều gia chỉ đem ngươi trở thành một con cờ, vì cái gì còn muốn cam tâm bị bọn hắn lợi dụng. Mai Như Tuyết vẫn lưng hướng về phía Hứa Thuần Lương, ngươi không hiểu. Kiều gia trách nhiệm vốn không nên từ ngươi đến cõng phụ. Mai Như Tuyết nói,
có một số việc ta phải đi đối diện. Vì cái gì không thể nói cho ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi chia sẻ, cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Mai Như Tuyết rốt cục xoay người, trong bóng đêm hai tròng mắt màu đen rạng rỡ phát quang, Hứa Thuần Lương không có từ trông được đến cảm động, chỉ có thấy được nàng vượt mức bình thường lý tính. Chúng ta là sinh hoạt tại khác biệt thế giới hai người, ta sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, ngươi cũng không cần hỏi đến ta sự tình, ta thừa nhận, ta yêu ngươi, nhưng không phải ngươi không thể loại kia, ngươi cũng giống vậy, ngươi đối ta lòng ham chiếm hữu quá nhiều đối ta yêu, Thuần Lương, liền để chúng ta buông tha lẫn nhau có được hay không? Hứa Thuần Lương đưa tay nhẹ vỗ về Mai Như Tuyết trong sáng không tì vết gương mặt xinh đẹp, đến tột cùng là cái gì để nàng làm ra dạng này lựa chọn? Hắn thực sự muốn có được đáp án. Lúc này bất luận cái gì nói đều tựa hồ trở nên dư thừa, bọn hắn nói chuyện không cách nào xâm nhập xuống dưới, cho dù là bọn hắn thân vô thốn lũ thẳng thắn gặp nhau, nhưng là Mai Như Tuyết vẫn tại giữa bọn hắn xây lên một đạo ẩn hình tường. Loại cảm giác này để Hứa Thuần Lương cực kỳ khó chịu, hắn muốn cải biến, muốn đánh vỡ cái này ẩn hình tường, hắn muốn càng thâm nhập hiểu rõ Mai Như Tuyết, cho nên hắn lại lần nữa lựa chọn trực tiếp nhất xâm nhập phương thức. Mai Như Tuyết không có phản đối. Biểu hiện được so vừa rồi còn phải phối hợp còn muốn nhiệt tình, Nam Quốc khí trời rất nóng, nóng đến sắp tướng đêm này bốc cháy lên. Quang địch khảo sát khiến Đông Châu khảo sát đoàn phi thường hài lòng, căn cứ quang địch tập đoàn cung cấp tư liệu, bọn hắn tương lai nơi sản sinh hoàn toàn phù hợp Tân Hồ Tân khu lục sắc bảo vệ môi trường phát triển tôn chỉ. Khảo sát qua quang địch ô tô phương Nam căn cứ về sau, song phương ngay tại quang địch tổng bộ tiến hành một vòng hội đàm, sơ bộ đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ước định lần tiếp theo đàm phán sẽ ở Đông Châu chiêu thương ngày họp ở giữa cử hành, đến lúc đó quang địch tập đoàn phái ra khảo sát đoàn đội sẽ tiến về Đông Châu Tân Hồ Tân khu tiến hành thực địa khảo sát. Hứa Thuần Lương làm vì lần này hợp tác người đề xuất, ở sau đó khảo sát mà biểu hiện phi thường điệu thấp, trường hợp công khai tận lực phòng ngừa cùng Mai Như Tuyết nhiều làm tiếp xúc. Hứa Thuần Lương có thể nhìn ra Mai Như Tuyết mặt ngoài vui vẻ ẩn giấu đi thật sâu u buồn, hắn đối Mai Như Tuyết bí mật càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Tại hắn chờ đợi bên trong, Nguyễn Tinh Mai rốt cục cho hắn phát tới giám định kết quả. Nguyễn Tinh Mai ra kết quả thời gian so với mong muốn chậm 2 ngày, Hứa Thuần Lương cung cấp hàng mẫu mục đích là muốn tra cả hai có tồn tại hay không quan hệ máu mủ. Nguyễn Tinh Mai tại hiểu rõ một chút tư liệu về sau, cho rằng cái này thuộc về thân duyên giám định phạm trù. Thân duyên giám định là lợi dụng y học, sinh vật học cùng di truyền học lý luận cùng kỹ thuật, áp dụng hiện đại hóa DNA phân hình kiểm trắc kỹ thuật, phân tích di truyền đặc thù. Đến tổng hợp bình phán tranh luận cá thể ở giữa có tồn tại hay không thân sinh, cách đời hoặc cái khác quan hệ máu mủ. Ở trong đó lại bao quát toàn đồng bào giám định, chính là cùng cha cùng mẫu toàn đồng bào quan hệ xác nhận. Nửa đồng bào giám định, lại có thể chia làm cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha huynh đệ tỷ muội giám định. Nguyễn Tinh Mai tại phân tích Hứa Thuần Lương cung cấp nhiều phần hàng mẫu về sau, xác định những này hàng mẫu đến từ một nam một nữ hai người, giám định kết quả cho thấy, hai người hẳn là cùng cha khác mẹ quan hệ. Hứa Thuần Lương nhìn qua kết quả về sau có chút mộng bức, cái này hai phần hàng mẫu, một phần đến từ Mai Như Tuyết, một phần đến từ Uông Kiến Thành, đều là hắn tự mình thu thập mẫu, dựa theo Nguyễn Tinh Mai cho ra kết luận, Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành là cùng cha khác mẹ huynh muội. Hứa Thuần Lương mặc dù đã sớm suy đoán hai người bọn họ khả năng có chút quan hệ gì, nhưng là kết quả này vẫn là để hắn tam quan vỡ vụn, cùng cha khác mẹ huynh muội có thể kết hôn sao? Uông Chính Đạo a Uông Chính Đạo, một cái là người thân nhi tử. Một cái là ngươi con gái ruột, ngươi thế mà buộc ngươi khuê nữ gả cho ngươi nhi tử, ngươi nhà tâm lý được nhiều âm u, còn phải là ngươi sẽ chơi à. Đối diện phần này kết quả Hứa Thuần Lương lâm vào trầm tư, hắn cho rằng Uông Chính Đạo khẳng định không biết bí mật này, Uông Chính Đạo chỉ biết là có nhi tử, cũng không biết còn có Mai Như Tuyết cô gái này tồn tại. Mai Như Tuyết căn bản cũng không phải là Kiều gia cốt nhục, khó trách nàng tại Kiều gia không nhận chào đón, dạng này Kiều gia tại trận này hôn ước bên trong tuyển chọn nhượng bộ. Đưa Mai Như Tuyết hạnh phúc tại không để ý liền có giải thích hợp lý. Nếu như cuộc hôn lễ này coi là thật biến thành sự thật, chẳng phải là ủ thành nhân luân bi kịch, có một ngày chân tướng vạch trần thời điểm, Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành còn có mặt mũi nào sống trên cõi đời này, thảm nhất hẳn là Uông Chính Đạo, hắn tung hoành thương trường, đa mưu túc trí, cuối cùng ép buộc nữ nhi gả cho nhi tử, sống thành một cái thiên đại trò cười. Hứa Thuần Lương trong lòng không rét mà run, nếu như không phải Mặc Hàm cho hắn nhắc nhở. Hắn căn bản cũng sẽ không nghĩ tới đi điều tra Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành hàng mẫu, càng sẽ không biết hai người bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh muội, nói cách khác Mặc Hàm khả năng đã sớm biết bí mật trong đó. Uông Chính Đạo để bọn hắn kết hôn, không phải hắn điên rồi chính là hắn bị người được bức, lấy Uông Chính Đạo trí tuệ hẳn là cái sau, mà thúc đẩy hắn làm người như vậy tâm cơ mới thâm trầm đáng sợ.
Hứa Thuần Lương khổ sở suy nghĩ, đến tột cùng là ai dạng này hận Uông Chính Đạo, là ai như thế lãnh huyết, có thể đem vô tội Mai Như Tuyết đẩy vào hố lửa. Hứa Thuần Lương trước tiên muốn đem chân tướng nói cho Mai Như Tuyết, nhưng cái này chân tướng đối nàng mà nói chỉ sợ quá tàn nhẫn, lý trí như Mai Như Tuyết chỉ sợ cũng phải bị kích thích đến nổi điên. Hứa Thuần Lương tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện này phát sinh, cởi chuông phải do người buộc chuông, hắn có thể nghĩ tới tốt nhất phá cục người là Uông Chính Đạo. Hứa Thuần Lương tại cầm tới kết quả về sau, không để ý tới tham gia tiếp xuống khảo sát, hắn cưỡi cùng ngày chuyến bay quay trở về Đông Châu. Uông Kiến Thành vừa mới làm qua thuật hậu toàn diện kiểm tra, xác định thân thể của hắn đã thỏa mãn xuất viện điều kiện. Uông gia đã quyết định tướng Uông Kiến Thành trước chuyển trở lại kinh thành tĩnh dưỡng. Hứa Thuần Lương có Uông Chính Đạo phương thức liên lạc, nhưng là giữa bọn hắn cũng không giao tình, Uông Chính Đạo đối với hắn một mực còn có chút mâu thuẫn. Nếu như không phải là vì Mai Như Tuyết, Hứa Thuần Lương mới không thèm để ý Uông Chính Đạo, vô luận hắn có nhiều tiền bối cảnh cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ vấn đề là, Mai Như Tuyết đã thành nữ nhân của hắn, Uông Chính Đạo tại không biết rõ tình hình trạng thái đã trở thành hắn tiện nghi nhạc phụ. Uông Chính Đạo tiếp vào Hứa Thuần Lương điện thoại hơi kinh ngạc, vốn cho rằng Hứa Thuần Lương tìm hắn là vì Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, không nghĩ tới Hứa Thuần Lương đi thẳng vào vấn đề đưa ra muốn cùng gặp mặt hắn, vì Mai Như Tuyết sự tình. Uông Chính Đạo ngay từ đầu không chút do dự cự tuyệt Hứa Thuần Lương gặp mặt yêu cầu, hắn cho rằng Hứa Thuần Lương hẳn là đối Mai Như Tuyết dư tình chưa hết, cho nên nghĩ hết biện pháp ngăn cản trận này hôn ước thực hiện. Hứa Thuần Lương rơi vào đường cùng hướng Uông Chính Đạo bày một câu ngoan thoại, nếu như ngươi không muốn Uông gia mất hết thể diện, tốt nhất mau chóng cùng ta gặp mặt một lần. Uông Chính Đạo đối Hứa Thuần Lương câu nói này lý giải là, Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương khả năng sớm đã ván đã đóng thuyền, Uông Chính Đạo mặc dù cảm thấy chuyện này có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không tức giận, người tuổi trẻ bây giờ chỉ cần nói qua yêu đương, có thể giữ vững biên giới thật sự là quá ít, bây giờ niên đại đối lưỡng tính quan niệm sớm đã không có có phong kiến như vậy. Hứa Thuần Lương nếu như cầm chuyện này ra áp chế, đó chính là tự chui đầu vào giỏ, tương đương với đồng thời đắc tội Uông Kiều hai đại gia tộc, tiểu tử này về sau cũng liền đừng hy vọng cái gì tiền đồ phát triển. Uông Chính Đạo không sợ uy hiếp, Hứa Thuần Lương thật làm như vậy, bị vô cùng nhục nhã chính là Kiều gia. Bất quá Uông Chính Đạo vẫn còn có chút hiếu kỳ, hắn muốn biết Hứa Thuần Lương đến tột cùng có đòn sát thủ gì, sẽ không phải thật xuất ra cái gì ảnh chụp video loại hình đồ vật đi. Uông Chính Đạo để Hứa Thuần Lương xế chiều hôm đó đến chính mình ở vào Chính Đạo quảng trường văn phòng. Hứa Thuần Lương dựa theo ước định thời gian đến, Uông Chính Đạo tướng Hứa Thuần Lương xem vì một cái lại yêu không tiếc đại giới lỗ mãng đấu sĩ, có thể thấy Hứa Thuần Lương thời điểm, phát hiện tiểu tử này vô cùng tỉnh táo. Uông Chính Đạo cũng không có chào hỏi Hứa Thuần Lương ngồi, Hứa Thuần Lương cũng không có biểu hiện ra cái gì khách khí và bứt rứt, bệ vệ ở trên ghế salon tọa hạ, Uông Tổng rất biết tuyển địa phương A, phòng làm việc này vị trí không tệ. Uông Chính Đạo lạnh nhạt nói, toàn bộ Chính Đạo quảng trường đều là ta vật nghiệp, ta đương nhiên muốn chọn vị trí tốt nhất, tiểu Hứa, quay đầu ngươi thời điểm ra đi, ta để trợ lý đưa ngươi một chương VIP kẹt, về sau tại toàn bộ Chính Đạo quảng trường, ngươi đều có thể hưởng thụ ưu đãi nhất đãi ngộ. Hứa Thuần Lương cười nói, ta kia chút tiền lương coi như đánh gãy chỉ sợ cũng tiêu phí không dậy nổi. Uông Chính Đạo mỉm cười nói, thử một chút thì biết. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh một chút, ta mới từ hoàn thành bay trở về, liền ngụm trà nóng đều không có lo lắng uống. Uông Chính Đạo làm sao có thể nghe không ra hắn là nhắc nhở mình cho hắn châm trà. Uông Chính Đạo đem trợ lý gọi vào, cho Hứa Thuần Lương đưa lên một chén hồng trà. Hứa Thuần Lương tiếp nhận hồng trà một giọng nói tạ ơn, sau đó lại hướng phụ tá nói. Ngươi có thể đi ra, ta cùng Uông Tổng muốn đơn độc đàm điểm chuyện riêng, đừng cho ngoại nhân quấy rầy chúng ta. Uông Chính Đạo lại là vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu tử này thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân, hoàn toàn đem nơi này xem như hắn chỗ của mình. Trợ lý hướng Uông Chính Đạo nhìn thoáng qua, Uông Chính Đạo khoát tay áo nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hứa Thuần Lương khoan thai tự đắc uống trà, hắn lúc này ngược lại không nóng không vội. Tiểu Hứa, ngươi gió lửa cháy muốn gặp ta đến cùng vì sự tình gì? Hứa Thuần Lương nói, liên quan tới Mai Như Tuyết sự tình, ta nghĩ ngươi ra mặt giải trừ Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết hôn ước. Uông Chính Đạo kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, qua một hồi lâu mới cười ha hả, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hứa Thuần Lương nói, ta là ai cũng không trọng yếu, Uông Tổng, ngươi có mấy đứa bé? Uông Chính Đạo bị hắn cho hỏi mộng, lạnh lùng nói, Hứa Thuần Lương, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tử này có chút quá mức càn rỡ. Hứa Thuần Lương nói, ta và ngươi không cừu không oán, theo ta được biết, Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành lần này đính hôn hoàn toàn là ngươi một tay thúc đẩy,
ta không biết ngươi áp dụng như thế nào thủ đoạn để Kiều gia cúi đầu, để Mai Như Tuyết đi vào khuôn khổ. Làm càn, Uông Chính Đạo tức giận đến trùng điệp vỗ một cái mặt bàn, nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương nói, đây là hai nhà chúng ta sự tình, khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Hứa Thuần Lương nói, ta mới lười nhác quản các ngươi, ta quan tâm là Mai Như Tuyết, nàng căn bản cũng không thích Uông Kiến Thành. Uông Chính Đạo thô lỗ đánh gãy Hứa Thuần Lương, tiểu tử, ta mới không quan tâm nàng thích ai không thích ai, ngươi đừng tưởng rằng trong tay nắm có một vài thứ liền có thể áp chế ta, con người của ta ghét nhất người khác áp chế, ngươi cùng Mai Như Tuyết sự tình ta biết, thì tính sao? Ngươi có chứng cứ gì một mực lấy ra, như quả ngươi không lo lắng Kiều gia mặt mũi, không cân nhắc Mai Như Tuyết cảm thụ, ngươi một mực đem nắm giữ đồ vật lộ ra ánh sáng ra, ta ngược lại muốn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc dù không biết ai có thể cười đến cuối cùng, nhưng ta có thể xác định khó coi nhất người kia khẳng định là ngươi. Hắn móc ra kia phần thân duyên giám định kết quả đứng dậy trực tiếp lắc tại Uông Chính Đạo trước mặt, Uông Chính Đạo sửng sốt một chút, xem ra chính mình là không có trấn trụ tiểu tử này, sinh khí về sinh khí, trong lòng lại phi thường tò mò, Hứa Thuần Lương cầm rơi ra cái gì vậy? Bất nhã chiếu, vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thông tin ghi chép. Uông Chính Đạo gặp Hứa Thuần Lương trước đó đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tư tưởng, hắn cầm lấy kia phần giám định kết quả, rõ ràng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đây là cái gì? Hứa Thuần Lương nói, xem không hiểu a, ta lại không học qua y. Hứa Thuần Lương nói, nghe nói qua gen kiểm chắc sao? Người cầm tới chính là thân duyên giám định kết quả, mục tiêu đối tượng là một nam một nữ, ta đối bọn hắn sinh vật hàng mẫu tiến hành thu thập mẫu, sau đó đưa đi Đông Châu trình độ cao nhất chuyên gia nơi đó làm giám định, người bây giờ thấy được chính là kết quả. Uông Chính Đạo nuốt nước miếng một cái, hắn bỗng nhiên ý thức được người này đến có chuẩn bị, kịch bản hướng đi tựa hồ có chút để cho người ta run rẩy. Hắn mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại không dám hướng chỗ sâu nghĩ lại. Nhưng cái này có quan hệ gì với ta? Hứa Thuần Lương nói, nếu như Uông Kiến Thành không phải ngươi thân sinh, kia có lẽ không có quan hệ. Ngươi làm càn, Uông Chính Đạo thanh âm đã run rẩy lên, Uông Kiến Thành đương nhiên là hắn thân sinh. Hứa Thuần Lương câu nói này tương đương chứng minh giám định đối tượng một trong liền là con của hắn Uông Kiến Thành, một cái khác đâu. Uông Chính Đạo cảm giác cổ họng phát khô, tiếng lòng bởi vì khẩn trương đã kéo căng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn, hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên. Hứa Thuần Lương nói, lão Uông, người năm đó có phải hay không đã làm gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Uông Chính Đạo nắm chặt song quyền, ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào giám định kết quả, hắn mặc dù không hiểu y. Nhưng hắn vẫn là nhìn hiểu kết quả, giám định đối tượng là cùng cha khác mẹ người thân quan hệ, Hứa Thuần Lương không có cho ra đáp án rõ ràng, nhưng là Uông Chính Đạo khuôn mặt bởi vì thống khổ trở nên vặn vẹo. Hứa Thuần Lương nói, nói câu không sợ mạo phạm ngươi, ngươi cùng Mai Tích Tình quan hệ trong đó giống như cũng không là đơn giản như vậy a. Bên ngoài trợ lý gõ cửa phòng một cái, vừa mới đẩy ra một đường nhỏ, Uông Chính Đạo liền như là bị chọc giận hùng sư bạo phát, đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi tiến đến, cút cho ta. Cút ra ngoài cho ta. Hắn dĩ nhiên không phải đang mắng Hứa Thuần Lương, hắn đang phát tiết nội tâm bị khuất nhục cùng chấn kinh, trợ lý dọa đến mau đem phòng cửa đóng kín. Hứa Thuần Lương đứng dậy đến trước cửa đem cửa phòng khóa trái, sau đó trở về Uông Chính Đạo bên cạnh bàn làm việc, nghiêng một cái mông liền ngồi lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Uông Chính Đạo, ta sống như thế lớn, vẫn là lần đầu gặp được chuyện như vậy, lão Uông, ngươi là thật không biết ha, vẫn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải đâu. Uông Chính Đạo cắn răng nghiến lợi đứng dậy, song tay nắm lấy Hứa Thuần Lương cổ áo, biểu tình giữ tợn hận không thể tướng cái này hoàn toàn không có kinh ý tiểu tử xé nát. Hứa Thuần Lương mặt không đổi sắc nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, xem ra ngươi cũng bị mơ mơ màng màng, ta liền nói ngươi không đến mức hồ đồ như vậy. Thạch Trương Ngư tác gia nói, bên trên Chidian tiểu thuyết ủng hộ ta, nhìn mới nhất đổi mới. Uông Chính Đạo chậm rãi buông ra Hứa Thuần Lương, đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Vô luận như thế nào, hắn đều không nên giận lây sang Hứa Thuần Lương, nếu như không phải Hứa Thuần Lương, hắn liền muốn tự tay tạo thành cùng một chỗ cực kỳ bi thảm nhân luân bi kịch, hắn, con cái của hắn, còn có toàn bộ Uông gia đâu còn có mặt mũi đi bột với cái thế giới này. Uông Chính Đạo ánh mắt lại lần nữa trở lại kia phần giám định kết quả bên trên, từ trước đến nay đa nghi hắn lại bắt đầu chất vấn phần này giám định kết quả tính chân thực. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật biện pháp tốt nhất là ngươi cùng Mai Như Tuyết lại làm một lần giám định. Uông Chính Đạo thanh âm trầm thấp mà khàn giọng, ngươi vì sao lại nhớ tới cho bọn hắn làm giám định? Hứa Thuần Lương nói, ra ngoài hiếu kỳ, ta luôn cảm thấy Kiều gia đối Mai Như Tuyết không tốt đẹp gì, Kiều Như Long như vậy bất tranh khí vẫn là đến gia tộc thiên vị,
Mai Như Tuyết lại thế nào hiểu chuyện cũng không chiếm được người nhà bảo hộ, nếu như vẻn vẹn bởi vì nàng là Kiều Viễn Sơn con gái tư sinh, giống như cũng giải thích không thông. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là nghĩ điều tra một chút Mai Như Tuyết cùng Kiều gia quan hệ, bất quá cha mẹ của nàng đều đã không có ở đây, Kiều Như Long cũng không tại Đông Châu, ngược lại là lấy Uông Kiến Thành hàng mẫu thuận tiện nhất, cho nên ta liền thuận tiện giúp bọn hắn làm một cái giám định, chỉ là ta cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Uông Chính Đạo lòng đang rỉ máu, hắn trên cơ bản đã có thể xác định Hứa Thuần Lương đưa tới phần này giám định báo cáo là thật, nghĩ chứng thực hắn cùng Mai Như Tuyết quan hệ, chỉ cần lại làm một lần giám định là được. Hiện tại tựa hồ dễ bản không cần như thế, chính như Hứa Thuần Lương nói, trừ phi Uông Kiến Thành cũng không phải hắn thân sinh tử. Trên một điểm này Uông Chính Đạo có thể cam đoan, không thể nghi ngờ, bởi vì hắn làm qua thân tử giám định, hắn bắt đầu cố gắng nhớ lại đi qua, càng nghĩ càng là ảo não, mình làm sao lại hồ đồ như thế, làm sao chưa hề đều chưa từng hoài nghi Mai Như Tuyết cùng chính mình quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, lúc đầu Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết hôn ước đã hủy bỏ. Ngươi vì sao lại đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, mà lại là tại Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ về sau, là không phải là bởi vì ngươi cảm thấy con trai ngươi tai nạn xe cộ cùng Kiều gia có quan hệ. Biết rõ Mai Như Tuyết chỉ là một cái tư sinh nữ, ngươi lại lựa chọn nàng làm trả thù mục tiêu, trong này khẳng định còn có chuyện xưa của hắn. Uông Chính Đạo thở dài, tương đương với thừa nhận Hứa Thuần Lương suy đoán. Ta mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đối với chuyện này, nhất định có người cố ý dẫn đạo ngươi làm như thế. Lấy Uông Tổng trí tuệ vốn không nên trúng kế của người khác mới đúng. Hứa Thuần Lương có thể kết luận Uông Chính Đạo, Kiều Viễn Sơn cùng Mai Tích Tình ở giữa lúc trước khẳng định có một trận liên lụy không rõ cẩu huyết nghiệt duyên, mới sáng tạo ra trước mắt cục diện hỗn loạn. Uông Chính Đạo cảm giác trận trận đâm tâm, hắn không thể nghi ngờ bị người xáo lộ, phía sau bày ra đây hết thảy người đã sớm biết Mai Như Tuyết là nữ nhi của hắn, người này sao mà ác độc, vậy mà làm cục để mình nữ nhi gả cho con của mình, hắn mơ hồ đã đoán được. Tiểu Hứa, ta hy vọng chuyện này không có những người khác biết. Hứa Thuần Lương nhìn qua Uông Chính Đạo, đối ta lại có chỗ tốt gì? Uông Chính Đạo hiển nhưng đã tin tưởng phần này giám định báo cáo, cho nên hắn mới có thể thái độ mềm hóa xuống tới, cầu Hứa Thuần Lương giữ lại bí mật này. Uông Chính Đạo khó khăn nói, nếu như ngươi phần này giám định báo cáo chân thực không sai, ta đại khái suất là phụ thân của nàng, ta. Ta thừa nhận ta cùng Mai Tích Tình từng có qua một đoạn tình, nhưng ta cũng không biết nàng mang thai. Càng không biết đứa bé trong bụng của nàng là của ta. Đã đến trước mắt tình trạng, giấu giếm cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng đối người tuổi trẻ trước mắt thẳng thắn một chút. Hứa Thuần Lương thở dài nói, các ngươi lúc còn trẻ rất loạn. Không cần hỏi, Uông Chính Đạo cùng Kiều Viễn Sơn đều cùng Mai Tích Tình từng có một đoạn tình, mà lại đều phát sinh qua phụ khoảng cách tiếp xúc. Uông Chính Đạo cũng không có để ý Hứa Thuần Lương đối với hắn trêu chọc, hắn hiện tại đã hoàn toàn rối loạn tấc lòng. Nếu như không phải Hứa Thuần Lương kịp thời vạch trần chân tướng, hắn khẳng định sẽ đúc thành sai lầm lớn, Mai Như Tuyết là nữ nhi của hắn, cái này hơn 20 năm hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, hắn càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, cũng càng nghĩ càng là đau lòng, Kiều gia như thế ủy khuất nữ nhi của hắn, cái này hơn 20 năm, hắn căn bản không có kết thúc làm cha trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu là nguyện ý, có thể cung cấp cho ta một phần hàng mẫu, ta tìm người mau chóng giám định quan hệ của các ngươi, đương nhiên. Nếu như ngươi không tin ta, có thể mình tìm quan hệ đi thăm dò, ta có thể vì ngươi giữ bí mật, nhưng không phải là không có điều kiện. Uông Chính Đạo thấp giọng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giải trừ bọn hắn hôn ước, sẽ tận lực làm được không có chút nào sơ hở. Hứa Thuần Lương nói, trên đời này liền không thể nào làm được thập toàn thập mỹ, ngươi tại sao muốn nhằm vào Mai Như Tuyết? Nếu có người cố ý dẫn đạo ngươi làm như thế, như vậy người này khẳng định một đã sớm biết chân tướng. Uông Chính Đạo run rẩy đứng dậy. Phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều, hắn đi vào cửa sổ sát đất trước, đã không có phóng khoáng tự do bá khí, hai tay dán tại cửa sổ sát đất bên trên, thấp giọng nói, tạ ơn, ta nghĩ kỹ tốt lãnh tĩnh một chút. Hứa Thuần Lương đã đạt đến mục đích, tự nhiên không có lưu lại tất yếu, chỉ trên bàn giám định kết quả, người từ từ suy nghĩ, ta đi trước. Đợi đến Hứa Thuần Lương rời đi, Uông Chính Đạo dùng cái trán dùng sức chống đỡ cửa sổ sát đất, từ răng khe hở bên trong gạt ra một câu, Kiều Viễn Sơn, ta biết. Ngươi còn sống. Uông lão ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng Tôn Nhi cùng một chỗ trở lại kinh thành, Uông Chính Đạo lặng lẽ đi đến. Uông lão nói, Chính Đạo, cả ngày không thấy ngươi người đi làm cái gì rồi? Uông Chính Đạo mím môi một cái, cha, ta có chuyện muốn theo người thương lượng. Uông lão nhìn ra hắn cảm xúc không đúng, cũng không đành lòng tiếp tục trách cứ hắn, có việc liền nói. Cha, mấy ngày nay ta lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút.
tại Kiến Thành cùng Tiểu Tuyết hôn sự bên trên ta nhưng có thể làm sai, người nói rất đúng, vẫn là phải tôn trọng người trẻ tuổi lựa chọn của mình. Uông lão hơi kinh ngạc nhìn qua nhi tử, hôm nay là thế nào? Thái độ thế mà tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, kỳ thật Uông lão tại cái này hôn sự bên trên một mực nắm giữ lại thái độ, hắn cũng biết nhi tử thúc đẩy việc hôn sự này có trả thù mục đích, nhưng là hết thảy đã đều đã định ra tới, hắn cũng lười đi phản đối. Người cùng Kiến Thành nói qua. Uông Chính Đạo lắc đầu, ta dự định cùng ngài thương lượng về sau lại nói với hắn. Uông lão nói, ta lớn tuổi, người trẻ tuổi chuyện tình cảm ta không muốn quản, cũng không quản được, các ngươi hai người thương lượng xử lý liền tốt. Cha, người nói rất đúng, ta làm việc có chênh lệch chút ít kích, cân nhắc sự tình không đủ tất cả bột, ta chỉ lo chúng ta Uông ra mặt mũi, lại không để ý đến Kiều gia cảm thụ, trong lúc vô hình đối hai nhà quan hệ tạo thành tổn thương. Uông lão lạnh nhạt nói, không nghiêm trọng như vậy. Người Kiều thúc cũng là rộng rãi người, Chính Đạo, người nói thật với ta, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Uông Chính Đạo lắc đầu nói, không có. Uông lão nói, người không cần gạt ta, kỳ thật Kiến Minh đối với chuyện này đem so với người thông thấu, hắn liền cho rằng việc hôn sự này cũng không thích hợp. Uông Chính Đạo hơi kinh ngạc, chất tử Uông Kiến Minh nhưng từ chưa ở trước mặt mình nói qua. Uông lão nói, Kiến Minh cặp vợ chồng đối Tiểu Tuyết hẳn là so người hiểu rõ hơn. Uông Chính Đạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu hắn còn lo lắng lão gia tử không tiếp thụ được cái này hôn sự lặp đi lặp lại, nhưng hiện tại xem ra lão gia tử thấy như thế thông thấu, vậy thì dễ làm rồi, về phần nhi tử phương diện, hắn lúc đầu thích cũng không phải là Mai Như Tuyết, tại chàng hôn sự này bên trong cũng không tích cực, sở dĩ đáp ứng cũng là vì Uông gia mặt mũi. Uông Chính Đạo đánh đáy lòng cảm thấy may mắn, nếu như không phải Hứa Thuần Lương kịp thời nói với mình chân tướng, sợ lo sự tình sẽ phát triển đến không cách nào thu thập tình trạng. Bọn hắn Uông gia sẽ luân vì thiên hạ người trò cười. Uông Chính Đạo cân nhắc như thế nào hướng Kiều gia đưa ra chuyện này thời điểm, trợ lý cẩn thận từng ly từng tí bu lại, thấp giọng nói, Uông Tổng, Nhạc Tinh tập đoàn bên kia hôm nay đánh không ít điện thoại tới, Lý Tổng nghĩ hẹn ngươi gặp mặt một lần. Uông Chính Đạo kỳ thật hôm nay cũng nhận được Lý Xương Cơ điện thoại, chỉ là hắn tâm phiền ý loạn không có nghe. Uông Chính Đạo suy đoán vẫn là vì Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, không nhịn được nói cho nàng ta hôm nay không rảnh. Nhưng nàng nói có chuyện khẩn yếu. Hứa Thuần Lương vừa trở lại Đông Châu liền nghe đến một cái tin tức xấu, áo thể trung tâm phương diện bởi vì đột phát tình trạng yêu cầu bọn hắn chiêu thương sẽ tiến hành thời gian điều chỉnh, nguyên bản bọn hắn là thứ 3 đến thứ 5, hiện tại hy vọng bọn họ có thể điều chỉnh đến thứ 2 đến thứ 4, hoặc là dứt khoát áp xúc rơi một ngày, nguyên nhân gây ra là sớm định ra thứ 7 chủ nhật trình diễn sướng hội, bởi vì phòng bán vé nóng này, chủ sự Phương Lâm thời quyết định diễn thêm một trận này diễn xuất đặt ở thứ 6. Nói cách khác, thứ 5 liền muốn bắt đầu bố trí trận tiến hành diễn tập. Hứa Thuần Lương nghe nói việc này về sau, lập tức liền phát hỏa, áo thể trung tâm quản lý Phương có phải hay không phân rõ lớn nhỏ Vương. Chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích, lúc đầu đã nói xong sự tình đều có thể biến. Hứa Thuần Lương lúc này cho Văn Lữ Cục trưởng Lục Minh gọi điện thoại, lần này chiêu thương sẽ mặc dù là thương ủy hội chủ sự, nhưng Văn Lữ Cục cũng là chiều sâu tham dự, gian hàng phương diện có một nửa đều cho Văn Lữ Cục. Lục Minh lần này ôm phối hợp thái độ, cũng không có nghĩ qua đảo khách thành chủ, hắn phi thường rõ ràng, lần này chiêu thương sẽ là Hứa Thuần Lương sân nhà, bọn hắn Văn Lữ Cục chỉ phụ trách gõ cổ vũ, cũng không thể chủ thứ không phân, hắn cũng không rõ ràng áo thể trung tâm đột nhiên yêu cầu đổi ngày sự tình. Thuần Lương, ý của ngươi là chiêu thương sẽ từ 3 ngày biến thành 2 ngày rồi. Hứa Thuần Lương rõ ràng có chút nổi nóng, Minh ca, ngươi không biết à. Lục Minh nói, ta thật không biết, bọn hắn không có cho ta biết à. Hứa Thuần Lương nói, ta liền tiếp nhận khó chịu, mẹ nó có cái gì nhưng như bức. Thuê bọn hắn hội trường là cho bọn hắn đưa tiền, một điểm chiết khấu đều không cho chúng ta đánh, ta cũng nhận, hẹn xong thời gian nói đổi liền đổi, ta thao hắn đại gia, buổi hòa nhạc đưa tiền nhiều a. Chiêu thương đại hội đều phải cho buổi hòa nhạc nhường đường. Lục Minh nói, Thuần Lương, ngươi trước đừng nóng giận, ta quay đầu lại hỏi tình huống. Có cái gì có thể hỏi, Minh Tinh đến Đông Châu mở buổi hòa nhạc. Các người Văn Lữ Cục không phê bọn hắn có thể tới a? Lục Minh giờ khóc giờ cười, cái này tiểu lão đệ rõ ràng đem khoản nợ này cũng coi như tại trên đầu mình, hắn khuyên nhủ, Thuần Lương, người trước bớt giận, ta lập tức liền hỏi, đến cùng tình huống như thế nào, ta là không biết. Hứa Thuần Lương nói, tùy ngươi, dù sao ta đem lời cho ngươi bày chỗ này, ta đặt trước tốt thời gian không thể thay đổi, nếu như áo thể phương diện nhất định phải cùng đơn phương bội ước, ta tìm Uông thư ký nói rõ lý lẽ đi. Lục Minh nói, huynh đệ, ngươi cho ta cái mặt mũi được không, ngươi tìm Uông thư ký để cho ta mặt đặt ở nơi nào,
ta lập tức tìm tương quan người phụ trách hỏi một chút tình huống. Hứa Thuần Lương nói, Minh ca, không phải ta không nể mặt ngươi, là chuyện này quá hàn sầm, ta liền không rõ, Đông Châu Chiêu Thương công việc còn mẹ nó không bằng một cái tam lưu minh tinh buổi hòa nhạc trọng yếu. Lục Minh cúp điện thoại, lập tức đem phân công quản lý văn hóa công tác người phụ trách gọi đi qua, trận này buổi hòa nhạc là làm đỏ lưu lượng hoa ca, con hàng này được xưng là hoa thần, có phần bị đương đại người trẻ tuổi hoan nghênh, coi là đang hồng một tuyến lưu lượng, cũng không phải cái gì Hứa Thuần Lương miệng bên trong tam lưu minh tinh. Muốn nói Lục Minh cũng ký tên, hắn lúc ấy cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, bởi vì sách một ngày trước buổi hòa nhạc lãnh đạo cho hắn chào hỏi, chính là Đông Châu người đứng thứ hai Hoàng Nhiễm Đào. Lục Minh lúc ấy chỉ cảm thấy lãnh đạo bàn giao chuyện kế tiếp nhất định phải làm theo, hắn cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng Chiêu Thương sẽ xung đột, suy cho cùng vẫn là mình không có nói ra đầy đủ coi trọng, đối lãnh đạo theo thói quen phục tùng, đối với bằng hữu hắn không nghĩ tới Huyên Tân đoạt chủ, ai có thể nghĩ cuối cùng vẫn là tại hội nghị nhật trình bên trên xuất hiện xung đột. Lục Minh vẫn là tìm áo thể phương diện người phụ trách tiến hành câu thông, đối phương thái độ vô cùng cường ngạnh, biểu thị nhật trình đã xác định được, gia tăng một ngày buổi hòa nhạc thời gian cũng là ứng rộng rãi bánh phở yêu cầu, buổi hòa nhạc phe tổ chức đi là chính quy quá trình, là tìm văn lữ cục đưa qua xin thu hoạch được phê chuẩn. Còn thương ủy hội tìm bọn hắn thuê sân bãi sự tình, chỉ là cắm cọc tiêu một cái hiệp nghị, không có chính thức hợp đồng, nếu như thương ủy sẽ cho rằng hai ngày thời gian quá ngắn, có thể đem thời gian hướng về sau ép một chút. Hoặc là mặt khác tìm kiếm sân bãi, tóm lại tại áo thể trung tâm quản lý phương xem ra cái này Chiêu Thương sẽ kém xa minh tinh buổi hòa nhạc nặng muốn, mà lại bọn hắn chỉ là phụ trách cho thuê sân bãi, những chuyện khác bọn hắn một mực mặc kệ. Lục Minh câu thông một vòng cũng không có kết quả gì, phê văn đã phát ra ngoài, cũng không thể lại đem kéo dài một ngày buổi hòa nhạc cho thu hồi lại, mà lại sự kiện kia là lãnh đạo phát nói chuyện, hắn căn bản bất lực cải biến. Lục Minh lại cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại. Có chút lúng túng đem chuyện tiền căn hậu quả tiến hành một cái nói rõ, đề nghị Hứa Thuần Lương đừng đem chuyện này làm lớn chuyện, dù sao đã dạng này, vẫn là tiếp nhận hiện thực. Hứa Thuần Lương biết hắn kẹp ở giữa khó làm, để hắn đừng quản chuyện này, kỳ thật Chiêu Thương sẽ ít mở một ngày cũng không có gì, nhưng mấu chốt của vấn đề là áo thể trung tâm đáp ứng trước thương ủy hội, sau đó bọn hắn lại tự tiện lật lọng, đối thương ủy hội bên này liên thanh chào hỏi đều không đánh, cái này liền có chút không có suy nghĩ, dựa theo Hứa Thuần Lương ý nghĩ. Áo thể phương diện nhiều ít muốn cho chút bồi thường a. Thương ủy hội bên này thư mời đã ấn tốt, cũng phát ra ngoài không ít, phía trên ngày viết rõ ràng đều là 3 ngày, Hứa Thuần Lương nhìn qua thư mời, rất nhanh liền ngộ đến lần này áo thể trung tâm lật lọng nguyên nhân thực sự. Suy cho cùng vẫn là thương ủy hội chiêu bài không rất cứng, nếu như là Đông Châu quan phương học thuộc lòng chiêu thương đại hội, cho bọn hắn mượn một cái lá gan bọn hắn cũng không dám thay đổi bất thường, thương ủy hội tại Đông Châu tồn tại cảm không đủ. Còn có một nguyên nhân chính là buổi hòa nhạc bên kia Đông Châu người đứng thứ hai Hoàng Nhiễm Đào ra mặt bắt chuyện qua. Hứa Thuần Lương để Tề Minh Học lấy thương ủy hội danh nghĩa trước hướng áo thể trung tâm phát một phần bắt đền thông chi, yêu cầu áo thể trung tâm nhằm vào cho bọn hắn tạo thành tổn thất làm ra bồi thường. Hứa Thuần Lương cũng không có ý định đem sự tình làm lớn chuyện, đưa ra để áo thể trung tâm cho bọn hắn miễn trừ một nửa sân bãi tiền thuê. Chỉ là không nghĩ tới áo thể trung tâm quản lý phương thế mà vô cùng cường ngạnh. Bên kia thu được thương ủy hội bắt đền yêu cầu về sau không chút do dự cho cự tuyệt, lý do là bọn hắn còn chưa thu được thương ủy hội dự chi, song phương ký tên chỉ là một cái hiệp nghị bên trên có như vậy một chú ý hạng mục, nếu như nửa đường phát sinh biến cố, song phương hiệp thương giải quyết, cũng không có nói phải bồi thường khoản, mà lại bọn hắn nhận vì lần này buổi hòa nhạc kéo dài một ngày thuộc về không thể kháng cự lực. Coi như ký chính thức hợp đồng cũng không tại bồi thường phạm vi bên trong. Tề Minh Học đụng phải một cái mũi xám. WeChat bên trong đem áo thể quản lý phương hồi phục 1 năm 1 10 nói cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nhìn không được oán trách ta nói lão Tề, lúc trước ta không phải để ngươi ký chính thức hợp đồng sao. Tề Minh Học trả lời hắn loại chuyện này đều là công công, nào có cái kia tất yếu, mọi người trên cơ bản trong điện thoại câu thông một chút liền định, đi qua đều là làm như vậy, cũng không có ra cái gì sai lầm, ai có thể nghĩ lần này phát sinh biến cố. Hứa Thuần Lương có chút nổi giận công đối công liền không cần hợp đồng. Ngươi biết cái gì gọi là giải quyết việc chung sao? Ta để ngươi sớm một chút đem chuyện này đứng yên xuống tới, ngươi liền tiền đặt cọc đều không đưa a. Tề Minh Học nói cho hắn biết thanh toán 1 vạn tiền đặt cọc, Chiêu Thương sẽ trả sớm, suy nghĩ có thể muộn cho một ngày là một ngày. Hứa Thuần Lương có chút sinh khí, con hàng này làm việc thật khó chịu lợi, ngươi cùng người ta chơi quân tử, người ta cho ngươi trang tiểu nhân, lần này làm trò cười đi, thư mời cũng ấn, khách quý cũng thông chi, 3 ngày Chiêu Thương sẽ trực tiếp biến thành 2 ngày.
cho Thương ủy sẽ tạo thành tổn thất còn không muốn bồi thường, Đông Châu Chiêu Thương công việc thế mà muốn cho một cái tam lưu nhỏ ca sĩ nhường đường. Tề Minh Học khuyên hắn nhìn hai ngày liền hai ngày đi, kỳ thật hai ngày cũng đủ. Hứa Thuần Lương càng phát ra khó chịu, nói cho Tề Minh Học lần này Chiêu Thương sẽ làm không tốt khả năng hấp dẫn trăm tỷ đầu tư, ít một ngày khả năng liền thiếu đi mấy trăm ức, ai có thể gánh vác lên cái này tổn thất. Áo thể trung tâm quản lý Phương đây là cực kỳ thiển cận hành vi, vì một cái bất nhập lưu tiểu minh tinh ảnh hưởng tới Đông Châu Chiêu Thương đại kế. Tề Minh Học trong lòng xem thường, khoác lác gì bức, Chiêu Thương dễ dàng như vậy. Người miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới liền hơn trăm tỷ. Đông Châu hàng năm tổ chức to to nhỏ nhỏ Chiêu Thương hoạt động không có 100 lần cũng có mấy chục lần, ta liền không gặp bốc lên ra bao lớn bọt nước, không nói những cái khác, Thương ủy hội từ thành lập tới nay Chiêu Thương thành quả thêm cũng không đến 100 ức. Hứa Thuần Lương hận nhất không giữ lời hứa, buông lời nói quay đầu muốn tìm Uông thư ký phân xử đi. Tề Minh Học đau khổ khuyên bảo, chuyện lần này ván đã đóng thuyền, buổi hòa nhạc tuyên phát đã bắt đầu, lâm thời gia tăng trận kia buổi hòa nhạc cũng bắt đầu bán vé, hắn vừa đi lúa mạch lưới nhìn một chút. Phiếu đã trên cơ bản bán xong, người ta ảnh hưởng lực kia Thương ủy hội thật sự không cách nào so. Hứa Thuần Lương thầm mắng Tề Minh Học là cái heo đồng đội, còn không chút đây mình trước hết nhận sợ, ai muốn cùng bọn hắn so lực ảnh hưởng rồi. Hiện tại tranh là một cái Lý Nhi, còn mẹ nó kéo lực ảnh hưởng, một cái hát xong có cái gì lực ảnh hưởng, Hứa Thuần Lương soát từng tới cái kia hoa thần diễn xuất video, cùng cái hai đồ đần giống như tại sân khấu bên trên loạn run rẩy, dắt cái cuống họng quỷ khóc sói gào. Còn hoa thần, khiêu đại thần đều đẹp hơn hắn. Tề Minh Học cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì lý có thể giảng, liền hắn đều không cho rằng Thương ủy hội chủ sự lần này Chiêu Thương hoạt động có thể cùng minh tinh buổi hòa nhạc đánh đồng. Hứa Thuần Lương mặc dù nổi nóng, nhưng tỉnh táo lại tưởng tượng, đối với chuyện này bọn hắn Thương ủy hội hoàn toàn chính xác thao tác bên trên có vấn đề, đầu tiên chính là không có ký tên chính thức hợp đồng, sau đó lại không có kịp thời trao tiền đặt cọc, coi như áo thể quản lý Phương bội ước. Hắn cùng đối phương đem kiện cáo đánh thắng, cuối cùng cũng không có khả năng đạt được bao nhiêu bồi thường. Mà lại tất cả mọi người là bên trong thể chế, công đối công, phiền toái hơn là chuyện này còn liên lụy tới văn lữ cục, sự tình làm lớn chuyện, Lục Minh kẹp ở giữa sẽ phi thường khó làm. Hứa Thuần Lương dự định dàn xếp ổn thỏa thời điểm, lại phát sinh một kiện để hắn chuyện dở khóc dở cười, một cái hoa thần bánh phở nặc danh tại trên mạng phát cái tính nhắm vào 10 phần thiếp mời, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Hứa Thuần Lương. Nói Hứa Thuần Lương chửi bới bọn hắn yêu đậu, nói hoa thần là tam lưu tiểu minh tinh, còn muốn cùng hoa thần buổi hòa nhạc tranh đoạt áo thể trung tâm quyền sử dụng. Hứa Thuần Lương làm sao đều không nghĩ tới chuyện này sẽ dẫn phát minh tinh bánh phở đối với hắn hợp nhau tấn công, trên internet bánh phở đối với hắn vây công coi như bỏ qua, những này fan cuồng vậy mà tổ chức bên trên trăm người đi vào Thương ủy hội trước cổng chính nâng lên tranh chữ, yêu cầu nghiêm túc trừng trị Hứa Thuần Lương, yêu cầu Hứa Thuần Lương hướng bọn hắn yêu đậu nói xin lỗi. Thậm chí yêu cầu Thương ủy hội đem Hứa Thuần Lương miễn chức, lý do là hắn phá hư hoa thần hỗ trợ đẩy Quảng Đông Châu văn lữ. Bảo an người phụ trách vội vàng hấp tấp tới hướng Hứa Thuần Lương thông báo cái này đột phát tình trạng, đề nghị Hứa Thuần Lương lúc tan việc tốt nhất từ cửa sau đi, tuyệt đối đừng bị phẫn nộ đám fan hâm mộ gặp được, không phải nói không chừng sẽ bị vây đánh. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, mình không có công khai công kích cái này cái gì minh tinh, tại sao lại bị minh tinh bánh phở nhằm vào rồi? Cẩn thận một suy nghĩ, vấn đề khả năng ra tại nội bộ. Hứa Thuần Lương đem Tề Minh Học cho gọi đi qua, Tề Minh Học cũng nghe nói Hứa Thuần Lương bị minh tinh bánh phở vây công sự tình, nhìn có chút chột dạ. Hứa Thuần Lương nói, lão Tề, người có phải hay không trộm ghi chép ta rồi? Tề Minh Học tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, ta làm sao có thể làm loại chuyện như vậy đâu. Hứa Thuần Lương nâng tay lên cơ nói, ta liền ở trước mặt ngươi nói qua hắn là cái tam lưu tiểu minh tinh, chuyện này là làm sao truyền đi. Tề Minh Học vẻ mặt cầu xin, thở dài nói, ta khuê nữ là cái này minh tinh mê ca nhạc, ta hôm qua về nhà bởi vì chuyện công tác không cao hứng, giống lên nàng hai câu, ta nói kia cái gì hoa thần chính là cái tam lưu tiểu minh tinh, kết quả nàng không vui, cùng ta tìm cái chết, ta chỉ có thể nói không phải ta nói, là nghe ngươi nói. Hứa Thuần Lương chỉ vào Tề Minh Học, lão Tề a lão Tề, ngươi thật là biết phung nồi, hóa ra bên ngoài bọn này fan cuồng đều là ngươi khuê nữ tổ chức. Tề Minh Học nói, không phải. Ta không thấy được ta khuê nữ. Hứa Thuần Lương nói, ta mặc kệ ngươi khuê nữ tại không ở bên trong, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đem đám người kia cho đuổi đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tề Minh Học nói, đều là chút hài tử, ngươi không đáng chấp nhặt với bọn họ. Hứa Thuần Lương nói, đứng đấy nói chuyện không đau eo, bọn hắn công kích không phải ngươi. Tề Minh Học kiên trì ra ngoài thuyết phục, có thể ra cửa không có nói mấy câu, liền bị một viên trứng thối nện ở trên trán.
đối diện quần tình kích phấn đám này mê ca nhạc bánh phở, Tề Minh Học nói cái gì đều vô dụng, trong đó mấy cái fan cuồng kêu gào, để Hứa Thuần Lương ra công khai xin lỗi, để hắn lập tức từ chức hướng Hoa Thần tạ tội. Tề Minh Học rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng công an cơ quan xin giúp đỡ, lần này tụ tập kháng nghị sự kiện náo loạn tiếp cận 3 giờ mới cuối cùng kết thúc. Hứa Thuần Lương đi qua thật đúng là không tiếp xúc qua cái này quần thể, lúc trước hắn đương ngũ độc giáo chủ thời điểm, cũng không có đem người sùng bái làm đến loại tình trạng này, hắn đối cái này Hoa Thần bắt đầu có chút hứng thú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Hết tập 82.